Tenny lại mang đến mùa 3 của Iruma cho các bạn đây. Tập 1 Học kỳ mới sẽ có nhiều hoạt động như lễ thu hoạch hay lễ hội âm nhạc là dịp để thăng hạng, nhưng cái đó chỉ dành cho học sinh năm nhất bình thường. Còn đối với lớp cá biệt là trường hợp đặc biệt vì đã sử dụng phòng học Royal One, yêu cầu cả lớp bắt buộc phải đạt hạng Dalet trước khi lên năm 2. Chỉ cần một đứa thất bại tất cả sẽ phải rời khỏi phòng học này ngay lập tức, nghĩ đến cảnh không được sống trong tòa lâu đài sang trọng này mà phải trở về cái máng lộn xưa chúng nó khóc hết nước mắt. Nhưng tất nhiên để giúp cả lớp đủ khả năng lên được hạng đó, nhà trường đã chuẩn bị cho từng đứa những giáo viên đặc biệt. Năm giáo viên ấy chia đều ra mỗi người hai học sinh còn sót lại mỗi Iruma và Lit. Chúng nó hoảng hồn cứ nghĩ sẽ phải chịu sự huấn luyện của thầy Kalego nhưng không. Giáo viên được bổ nhiệm làm hướng dẫn cho hai đứa lại là thầy Robin. Cũng vì vụ này mà trong tiết học đứa nào cũng lo lắng chắc hẳn khóa huấn luyện phải đáng sợ lắm. Ngay khi tiết học vừa kết thúc các giáo viên đặc biệt đã đổ ập vào đón tụi nhỏ đi luôn, thay mặt cho mọi người cô giáo mỏ vịt xin lỗi vì sự lộn xộn. Bắt đầu từ thầy Phu Phu phụ trách giác và A -Loker đang dẫn chúng nó ra khỏi trường học tiết học đặc biệt. Ông nói đến tiệm người lớn làm hai đứa đỏ mặt và có vẻ rất khoái. Cô giáo mít ướt về ba phụ trách Agaret và Goemon thì sợ bọn nhỏ đến phát khóc mà tự nhủ mình sẽ làm được. Đột nhiên triệu hồi ra một cái lồng bằng nước nhốt hai đứa bên trong. Mr. Hat phụ trách Kairori và Kamui bất ngờ xuất hiện trong studio làm nhỏ giật mình. Nhưng thầy hứa sẽ không kể chuyện em làm Akudo cho Kamui biết cũng như đã xin trợ lý của cô cho phép rồi. Tiết đặc biệt này sẽ giúp cô bé trưởng thành hơn với tư cách là Akudo. Về phía Clara và Elizabeth dưới sự hướng dẫn của James Sensei sẽ giúp các em nâng mức độ phụ nữ lên. Có vẻ hai nhỏ này là người hào hức nhất cả lớp nóc và Atmodes thì chịu sự huấn luyện của thầy Ba Lam mới có ngày đầu mà đã te tua. Tóm lại tất cả các giáo viên đã chuẩn bị kế hoạch cho từng em để giúp nâng cao năng lực trở thành học sinh năm nhất đỉnh cao nhất. Mà có vẻ chỉ riêng nhóm Yuma là xui xẻo vớ phải ông thầy tăng động thấy toàn chơi chứ học hành méo gì. Nhớ lại ngày hẹn hò cùng nhau trong kỳ nghỉ Ameri thầm nghĩ không hẳn là em ấy không thích mình. Thế nhưng sau vụ tờ Park Yuma trở nên rất nổi tiếng cô cứ thấy bất an vừa nghĩ tới mà Iruma đã nhắn tin ngay cậu xin lỗi vì lớp đang trong kỳ huấn luyện đặc biệt cho lễ thu hoạch sắp tới nên tạm một thời gian sẽ không thể ghé qua đọc chuyện cho chị được làm Amery nhớ tới một cảnh trong chuyện dù cho hai đứa có cách xa thì con tim vẫn luôn hướng về nhau nếu vậy cô cũng không có gì phải buồn cả thầy Robin đang dẫn Iruma và Liz tới gặp chị họ mình vì một mình thầy hướng dẫn sẽ không yên tâm lắm Mới vào tới nơi chưa gì Thánh đã bị bà chị đập cho một trường bay sấp mặt rồi. Đây chính là ba chị cô chị họ của Robin có vẻ là một người rất đanh đá bắt hai đứa quỷ mà ngồi ăn chửi. Lý do ghé qua đây chẳng qua là vì ngài Soli và nhờ và thôi nếu không cô cũng không dạy. Hai đứa nó cầu xin cô hãy ở lại dạy dỗ tụi em chứ để mỗi ông thầy Robin kia có mà ăn cá mất. Nếu muốn được mình chỉ dạy ba chị cô bắt hai đứa phải đối xử cho cô có cảm giác giống như một sư phụ. Từ việc khiêng vác khắp trường rồi phải đi mua nước ép loại siêu ngọt về cho bà thấy bức tường không vừa mắt bắt chúng nó sơn lại ngay bất chấp có bị giáo viên trong trường mắng. Yêu cầu tiếp theo là được nhìn mấy thứ dễ thương, rồi trong bộ đồ cosplay mềm mại bồng bềnh Yuma và Lit phải tiếp đãi mình như hai cô hầu gái. Tập 2 Tiếp theo, cô ta muốn ăn bánh kẹo do hai đứa dễ thương tự tay làm, và đây chính là nguyên liệu mà ba chị cô đã chuẩn bị cho hai đứa. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Yuma và Lit đã thành công hái được trái dâu tây từ con quái đem về cái cô ta lại chê không cần nữa và tha cho hai đứa về được rồi thế rồi cứ ngày qua ngày sau khi kết thúc buổi học trên lớp lại chuyển qua tiết học đặc biệt iruma và lit bị bóc lột không khác nào chân sai và chơi chán xong cô ta lại đi về trả dạy cái mẹ gì nhưng dẫu sao iruma cũng quen với mấy chuyện như này rồi và tin chắc ba chi cô có kế hoạch riêng vậy là lit đành chuyển qua học cùng thầy robin và mong iruma lúc nào đó cũng qua cùng mình ba chi cô đã trở lại rất bất ngờ vì chưa từng có ai nghe lệnh cô giam giáp như này cả liền đưa một câu nhận xét thẳng thắn đồ đại ngốc khiến suốt từ chiều cho tới đêm hôm đó Iruma cứ suy nghĩ mãi. Lồng ngực cậu bức bối cổ họng thì như nghẹn lại và phải thốt lên một câu đờ cờ mờ cây cú ghê, tức đến nỗi không ngủ được liền gọi điện qua Atmodet. Nhưng thật ngạc nhiên giờ này bên cậu ta vẫn đang phải hoàn thành một lượng bài tập lớn mà thầy Ba Lam đã giao. Clara cũng vậy nhỏ gửi ảnh đang phải luyện tập đến khuya, nhận ra mọi người đều đang cố gắng nên Iruma quyết tâm không được bảo gì nghe nấy nữa cậu sẽ trở thành chân sai vật hoàn hảo bằng ý chí của chính mình. Trong suốt hai tuần huấn luyện khắc nghiệt vừa qua đứa nào đứa nấy đều phờ phạc hết sức. Bắt đầu kể chuyện từ phía Goemon và Agaret, sư phụ Vepa cho rằng năng lực dòng dõi của hai đứa chỉ mạnh được khi ở trên mặt đất. Nên bài huấn luyện sẽ giúp các em nhận biết và khắc phục tình huống ở môi trường khác, ngày nào cũng phải chìm lỉm trong bể nước không khác gì tra tấn. Tiếp theo là Lít được thầy Robin yêu cầu mang những thứ mình yêu thích đến, nên cậu lôi hết đống game lên liền bị bắt phải phá đảo chúng trong vòng 6 ngày. Đây là bài huấn luyện sức tập trung lip bị vắt kiệt sức suốt đêm sau đó phải đi học luôn không có thời gian ngủ. Nhưng được về đã tốt phía sắp nóc và Atmodes còn bị yêu cầu không đánh trúng một đòn là khỏi về nhà luôn. Tuy vậy đòn đánh của hai người đều quá dễ đoán liên tục bị thầy Ba Lam cho ăn hành đến bầm dập. Mà nhân tiện không thấy rát và aloker ở đây lít mở điện thoại ra thì có dòng tin nhắn của họ với nội dung cứu với. Thôi bỏ qua chuyển đến Clara với Elizabeth lúc nào họ cũng bị bắt phải luyện tập hút hồn bất kể giờ trên lớp, học cách tạo dáng xinh đẹp tưởng chừng đơn giản nhưng siêu hà khắc. Về phía Kerori thì đang trong trạng thái mất bình tĩnh phải để Camui kể chuyện giúp. Bài huấn luyện của họ là cần thấu hiểu các loài khác nhau ở cùng một môi trường. Bị nhốt trong một cái lồng toàn các ma thú hôi hám dơ giấy cả ngày lẫn đêm Kerori không chịu nổi. Kamui thì lại muốn được nhốt chung lồng với cô bạn ghê. Cuối cùng là Iruma ai cũng nghĩ chắc hẳn bài luyện tập của cậu khắc nghiệt nhất. Iruma bắt đầu tạo bầu không khí đáng sợ kể bước một là đun nước rồi. Sau đó sẽ chuẩn bị trà và bữa sáng cho sư phụ rồi giúp ngài đi mua đồ đánh giá về đồ ngọt giặt rũ vân vân. Cả lớp nhận ra như thế là bắt nạt làm đầy tớ chứ huấn luyện cái nỗi gì, ai ai cũng vất vả hết không biết rồi tương lai sẽ về đâu. Tuy chán nản và có vẻ không tin tưởng họ là thế nhưng ngay khi nhận được tin nhắn cả bọn vẫn muốn tiếp tục dẫu sao chúng ta cũng là lớp cá biệt trước khi đi Clara còn không quên tạo dáng hút hồn Iruma về phía Ba Chico đang rất nóng máu đợi nháp Iruma thì giật mình ông Sullivan tới mừng giữa lâu lắm không gặp cháu bình thường gây gớm là thế nhưng lúc này đây nhỏ đang đỏ bừng mặt được ông cảm ơn thì lúng túng đáp không có gì Sullivan không quên nhắc lại giao Iruma cho cháu làm Ba Chico giật mình mới nhớ tới vụ huấn luyện đặc biệt ngay lập tức cô đi yêu cầu Iruma chế tạo vũ khí mới. Hóa ra bấy lâu nay sai vật cậu thoải mái quá ba chi cô quên khuấy mất vụ tập huấn nghe cay vừa lở. Vốn có họ hàng với thầy Robin nhưng cậu ta thuộc nhánh phụ còn ba chi cô thuộc nhánh chính. Bộ cung tên này chính là cộng sự mạnh nhất của cô, năng lực dòng dõi là vũ thực tuyệt vọng bách phát bách chúng. Với một cú bắn đã trúng đỉnh lá cờ ở Satis đằng kia gây một vụ nổ khủng khiếp, chỉ cần duy trì được sức tập trung thì chắc chắn phát bắn nào cũng trúng phóc. Nó là dạng tiến hóa từ năng lực dòng dõi một phát tất chúng của Robin tuy nhiên giới hạn chỉ sử dụng được một lần một ngày. Kẻ bắn được trăm phát trăm chúng chỉ có ba chi cô với một người thủ lĩnh và một đại thủ lĩnh. Người đại thủ lĩnh đó là một trong tam đại anh hùng của đại chiến ma cốc ngang hàng với Phu Phu và Vipa. Trước đây có rất nhiều kẻ ngưỡng mộ đến xin học bắn cung của cô nhưng toàn là bọn cả thèm chóng chán. Cung là một loại vũ khí rất đáng sợ chỉ cần sử dụng thành thạo sẽ xoay chuyển được thế trận. Cơ mà bắn cung không phù hợp với ác ma nên vô ích thôi. Nhưng nhìn cái mặt của Iruma có giống đang thất vọng không cậu nhất định muốn học chiêu thức xịn sò vừa rồi. Nhiệm vụ đầu tiên là đi tạo vũ khí. Ba Chico đang ung dung dẫn cậu tới một nơi mình rất tự hào là phòng sư đoàn nghiên cứu ma cụ. Tập 3 các giáo viên khác trong trường phải ngỡ ngàng vì đội ngũ giáo viên của lớp cá biệt toàn những ác ma lừng lẫy. Chính bản thân thầy Kalego là người chọn các giáo viên, nên họ nghĩ không lẽ vì tư thù cá nhân mà thầy muốn tìm cách đuổi chúng nó ra khỏi phòng học vua. Đúng thật được nhìn tụi nó đau khổ thì anh vui đáo để nhưng đây là một sự thúc đẩy nghiêm túc. Tiếp tục đến với tiết học cô Vepa không lúc nào là ngưng khóc vì thấy tội nghiệp các em. Lít chơi game suốt ngày đêm mà vẫn thua cuộc trước tay thầy Robin. Sắp nó với Atmodet ngộ ra cứ như này mãi sẽ không bao giờ đánh chúng thầy được nên quyết định hợp sức. Về phía Iruma được ba chi cô dẫn tới phòng sư đoàn nghiên cứu ma cụ. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là nhờ cái đám dở hơi ở đây chế tạo cho cây cung. Nhưng Iruma là thành viên ở đây mà làm cô ta sốc ngang mất công nãy giờ giới thiệu quê muốn đội quần. Giờ thì nơi này thành kho chứa ma cụ luôn rồi mà vừa mở cửa ra hai người giật mình vì thanh niên xin em một thành viên khác của sư đoàn đang làm một màn chào đón. Anh ta còn sử dụng con waifu làm bộ như nhỏ đang dỗi vì Iruma chẳng chịu đến đây. Cậu thì đang sốc hết sức vì Senpai toàn lôi cả đống thứ về biến nơi này thành mớ hỗn độn. Ba chị cô nhặt được một cái thân cây nào đó cô liền vận sức niệm thần chú đùng một cái nó biến thành cây cung. Năng lực dòng dõi của cô cho phép chế tạo được cung ma lực ví dụ gỗ làm ra cung gỗ hay hoa làm ra cung hoa. Nó giống với việc tưởng tượng ra dùng nguyên liệu của hạt nhân làm thành hình cây cung. Sine liền bắt chức cũng niệm chú vào mô hình Weifu và nó cho ra ngay cây cung hình hội trưởng đây sẽ là quay phu ngọc ngà mà anh ta nâng niu hết cỡ sau một hồi tìm tòi iruma có vẻ hứng thú với cái lông vũ của con thủ lĩnh kim tiến sau khi chỉnh chiếc nhẫn ác thực cậu đọc câu thần chú và đã thành công triệu hồi ra một cây cung nụ cười lập tức bị dập tắt bởi cú đạp của ba chỉ cô phá tan nát nó tuy ma lực iruma mạnh nhưng đó chỉ là bắt trước theo cây cung của cô thôi vậy là cậu nghĩ về điều mình muốn đó là có thể bảo vệ mọi người nhưng kết quả ra cây cung hình lá chắn thế rồi thử hết lần này đến lần khác đều ra kết quả thảm hại Bachiko chỉ cho Iruma một cơ hội cuối cùng nữa vì trên chiến trường không phải lúc nào cũng có sự lựa chọn. Nhớ lại trước kia mỗi lần học trò tập cách tạo cung cô đều cổ vũ hết mình, dẫu cho họ có thất bại Bachiko cũng không hề trách móc mà động viên cố gắng vào lần tới. Thế rồi ngày qua ngày bất kể thời tiết khắc nghiệt hai người vẫn nỗ lực và cuối cùng đã thành công, Bachiko vội vã khoe tin mừng với Robin về thằng nhóc đệ tử đáng tự hào của mình. Thế nhưng đặt niềm tin càng nhiều để rồi sự đau đớn gấp bội khi cậu ta xin bỏ cuộc vì không thể theo được nữa nhưng bachi cô vẫn chưa dừng lại rất nhiệt tình dạy dỗ các lứa sau và rồi chẳng một ai theo được đến cùng hết dù được cậu em robin hết lời động viên nhưng kể từ đó tính cách của cô mới trở nên ghê gớm như hiện nay tin chắc iruma cũng sẽ giống bọn đệ tử cũ nên cô ra khỏi phòng trước luôn về phía cô vepa vẫn khóc hết nước mắt thương tình mà muốn thả các em ra nhưng nghĩ lại đây là khóa huấn luyện đặc biệt không lẽ mình chỉ dạy khắt khe quá cảm thấy bản thân không hợp nghề giáo viên cô đang định từ trước thì ngay khi đó cả hai đứa đã thành công thoát khỏi chiếc lồng nước Goemo nhận ra nước và gió đều có dòng chảy khá giống nhau, còn Agaret cứ xem nước là mặt đất thì sẽ nắm được ngay. Cô Vepa xúc động ôm chầm lấy hai đứa. Về phía Mr. H đang muốn dạy cho một triệu hồi sư như Kerori sự thấu hiểu tôn trọng và thành kính với đối phương. Không được phép bét bỏ và coi chúng là lũ dư bẩn hôi hám, cơ mà quay ra thấy nhỏ dường như đã trở thành một bà hoàng khiến toàn bộ các con mà thú nghe lời giam giáp. Có lẽ người nhàn nhất trong kỳ huấn luyện này là Camui vì cậu ta vốn đã rất thân thiết với các loài ma thú. Lý thì vẫn thua game liên tục dưới tay thầy Robin, nhận ra thằng cu đã đuối sức quá rồi nên chắc sẽ nhường nó một chút. Cơ mà trong lúc mải suy nghĩ phân tâm thầy đã thật sự thua dưới tay Lít trong khi còn chưa kịp nương tay. Về phía sắp nóp -Nope, với Atmodet thay vì thân ai nấy lo, hai đứa đã thử hợp lực mà cuối cùng cũng đánh trúng thầy thành công một đòn vậy là đã đặt. Elizabeth thì với tố chất đỉnh cao cũng nhanh chóng trở thành một cô nàng quyến rũ. Nhưng vấn đề là ở con bé Clara không khá hơn chút nào, trong lúc đang rất thất vọng thì bất ngờ bị nhỏ ôm trầm lấy người cùng một câu cười nói rạng rỡ không hiểu sao điều đó lại khiến tim cô đập thình thịch chẳng lẽ sức quyến rũ nổi bật của clara là sự thuần khiết Sine đang đi mua đồ cùng ba chị cô anh ta yêu cầu nhân viên phải gói waifu của mình thật kỹ và nhẹ tay. Trên đường trở về phòng ba chị cô thầm nghĩ có lẽ Iruma đã thất bại và bỏ chạy luôn rồi không chừng. Nhưng thật ra cậu vẫn chưa thể hình dung nổi hình dáng cho cây cung của mình. Trong lúc đang lăn lộn muốn điên cái đầu thì Ali xuất hiện khuyên cậu nên đổi sư phụ cho rồi. Nhưng Iruma đã quyết tâm nhất định sẽ khiến kẻ dám chê mình là đồ đại ngốc phải suy nghĩ lại. Dù cho có bị mắng chửi hay sai vật bắt nạt thì ít nhất dù chỉ một lần cũng muốn được sư phụ khen. Vậy thì Ali gợi ý dục vọng xấu hổ nhất mà cậu không muốn nói với ai là gì. Iruma đỏ bừng mặt lung tung nói mình là con người khác với các bạn nhưng lại muốn được ở bên họ, muốn trở thành vị anh hùng để cùng nhau đặt hạng Dalet ngay sau đó đọc to câu thần chú, Ba Chico và Sine về tới nơi thì ngỡ ngàng trước thứ ánh sáng phát ra trong căn phòng. Đây mới thực sự là thứ mà cô trông đợi suốt bao nhiêu năm qua và Iruma đã làm được. Vậy là trải qua vài tuần tất cả học sinh lớp cá biệt đều đã nếm trải địa ngục và hoàn thành khóa huấn luyện thành công. Tập 4. Ba cô dặn dò chỉ được dùng cung duy nhất hai lần nên cần sử dụng vào lúc quan trọng nhất. Còn lúc này đây bài thi thực hành cuối cùng của năm nhất là lễ thu hoạch đã chính thức bắt đầu đằng sau ngôi trường có một khu rừng rậm khổng lồ với đầy những hàng rào đầm lầy và dây leo bao quanh. Thứ hạng của các học sinh sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm kiếm được từ đồ ăn mỗi người thu về. Có thể hợp tác chung sức hay lừa dối lẫn nhau để kiếm điểm chính là điểm hấp dẫn của kỳ thi này. Nhà vô địch lễ thu hoạch năm ngoái chính là hội trưởng hội học sinh. Những nhà vô địch các năm trước đó sau này cũng đều trở thành các ác ma anh kiệt của ma giới. Mở đầu cuộc thu hoạch sẽ có bốn lối đi và các học sinh năm nhất năm nay nhìn ai nấy đều ưu tú hết. Ví dụ như cậu bạn này khiến bất cứ ai đến gần đều bất tỉnh cả. Hai hai anh em nhà nhì nhụa lẽ ra đang học năm hai nhưng vì suốt ngày bỏ học ra chiến trường nên họ bị lưu ban. Cậu bạn này cũng là một ứng cử viên vô địch là học sinh năm nhất đứng hạng nhì cả về thực hành lẫn lý thuyết. Còn nói về hạng nhất thực hành thì là Ad Modest và hạng nhất lý thuyết là A lớp cá biệt. Cơ mà nhắc tới lớp cá biệt ai cũng mặc định trong đầu họ là những con người vui tươi vô hại. Thế nhưng trong cuộc thi lần này, lớp cá biệt xuất hiện với một bầu không khí hoàn toàn khác. Sau khi trải qua những bài đặc huấn gian chân ai nấy đều ngầu hơn hẳn, Elizabeth chưa gì đã quyến rũ được ba thanh niên rồi. Còn Clara không hiểu sao cứ ẩn mình trong cái túi ngủ mãi để chứng minh ai là người chịu đựng sự rèn luyện khốc liệt nhất cả lớp sẽ cùng phân thắng bại bằng lễ thu hoạch. Để được gặp lại Iruma Atmodet đã phải chịu đắng nuốt cay trải qua kỳ tập huấn, nhưng giờ mới nhận ra tại lễ thu hoạch lại phải xa cách nhau tiếp. Mà vốn ngay từ đầu cậu đã đặt hạng Dalet rồi nên đâu quan trọng kết quả kỳ thi này. Tổng thời gian thi sẽ là trong vòng 4 ngày các học sinh thoải mái lựa chọn một trong bốn cửa vào. Trước khi tản ra lớp cá biệt tập trung lại động viên lẫn nhau và Iruma phải hét lên một câu tuyên ngôn thách thức các lớp còn lại. Sau 3 giây đếm ngược kỳ thi đã chính thức bắt đầu học sinh tản ra ủ vào rừng đông nghịt, mỗi người sẽ phải đi thu hoạch nguyên liệu và nó cho số điểm khác nhau tùy vào độ khó. Nhưng cấm các hành vi trực tiếp tấn công đối phương, các giáo viên cũng sẽ đi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tại khu số 1 cả bọn đang ung dung vì chiến lợi phẩm ở đây rất nhiều mà lại dễ. Vừa nói rất lời một con hổ dâu kẹo xuất hiện với số điểm là 150 cơ mà cả lũ bỏ chạy không ai dám thu hoạch. Modest chỉ với một đấm hạ gục nó luôn nâng số lượng thu hoạch của cậu lên kha khá. khá. Sắp nắp cũng vậy và hai người đang hợp tác với nhau cùng đi thu hoạch những con quái khủng. Đấu theo đội thì số điểm sẽ được chia đều. Số điểm thấp nhất để giành được chức vô địch là 50.000 điểm. Năm ngoái hội trưởng đã chiến thắng với 59.000 điểm. Đồng nghĩa với việc hai đứa phải kiếm được ít nhất 100.000 điểm, sẽ có một vài con thủ lĩnh cấp boss với số điểm lên tới tầm 3.000 một con. Tuy nhiên còn một thứ nguyên liệu hiếm có trong truyền thuyết là Legend Leap, đó là một thứ nguyên liệu bí mật không được xác định rõ và đem tới tận 100.000 điểm. Nhưng từ xưa đến nay chưa một ai tìm thấy thứ đó cả. Theo như kiến thức và tư duy của Art Modest thì cậu vạch ra bản đồ suy đoán được vị trí của Legend Leap. Nhưng trong lúc sơ sỉnh một tên đã đột nhập được vào trong bức tường lửa và nghe hết kế hoạch. Đây chính là anh em nhà nhảy nhụa bị Lưu Ban đang muốn thách đấu hai nhóc một trận. Tập 5 Họ muốn thi xem bên nào bắt được nguyên liệu cấp boss trong hàng trước. Nếu hai đứa thắng mấy anh sẽ cho hết chỗ nguyên liệu đã thu thập được tầm 1.200 điểm. Còn ngược lại, nếu hai anh mà thắng thì Admodet và Sapnok sẽ phải trả lại sư phụ cho họ. Mục đích duy nhất hai người từ chiến trường đến đây chỉ vì muốn đưa người ấy quay trở lại. Họ cho rằng một người mạnh như sư phụ mình không thích hợp ở trốn trường học này. Admodet và Sapnok hiểu ra ngay họ cũng là đệ tử của thầy Ba Lam chuyển qua khu số 2 dường như toàn bộ ma thú nơi này đều phục tùng dưới chân Kerori, chúng nó tự mình dâng nguyên liệu lên làm lễ vật. Còn ca phụ trách thay mặt nữ vương giao tiếp với chúng, bất cứ kẻ nào lại gần đều bị cô đóng băng hết chưa kể đến hai con sử ma canh gác ở hai bên. Kerori là học sinh năm nhất đặc biệt có tới hai sử ma, mặc dù không để lộ mình là Akudo nhưng cô vẫn đang gây sự chú ý. Những ngày luyện tập bẩn thiểu hôi hám phải chịu hồi liên tục, lại còn duy trì công việc Akudo cô như muốn dã rời nhưng dần dần đã rèn rũa được để đối mặt với sự yếu ớt của bản thân nên dù cho có niêm phong vẻ đáng yêu lại thì vẫn còn sắc đẹp hiện diện về phía khu vực ba kẻ đứng đầu là Solat thành viên của sư đoàn thực vật ma tính cậu ta sử dụng tri thức về thực vật để dù có đứng im vẫn tìm ra những nguyên liệu hiếm không cần động tay chân Solat ra chỉ thị cho những người khác thu hoạch về để cuối cùng chia đều ra cả nhóm vua tri thức Aloker cũng tài năng không kém hợp lực với Solat hai người thay mặt cả nhóm đem đóng nguyên liệu đã thu hoạch được tầm một năm điểm qua trụ báo cáo. Trụ báo cáo là một tháp để nộp nguyên liệu và quy đổi thành điểm, người thu hoạch sẽ nộp tên mình cùng với nguyên liệu. Lúc này Solat mới tiết lộ ban nãy có nói tầm này được khoảng 1.500 điểm nhưng thật ra phải đến 2.000. Nên cậu ta muốn thừa 500 điểm đó hai đứa mình sẽ bí mật chia đôi ăn với nhau thì a đồng ý. Lừa gạt cũng chính là một mưu lực dùng miệng lưỡi để qua mặt đối phương. Solat quay về trước còn a đi thám thính một chút sẽ về sau. Nhưng khi về đến nơi cả bọn đều thắc mắc Solat vừa đi đâu vì trụ báo cáo ở hướng đông mà, bởi Alocker đã sử dụng một loài hoa tỏa ra mùi hương làm kẻ khác rối loạn phương hướng. Cái trụ báo cáo và giấy báo cáo vừa rồi đều là giả, nhân viên thu nguyên liệu thì do Giác Ngụy Trang và hai người đã ấm chọn 2.000 điểm. Trong trận chiến này ai xảo trá hơn sẽ là kẻ chiến thắng, nhưng chúng vẫn chưa là gì so với những ngày tháng địa ngục hai người đã trải qua. Quay lại vài tuần trước ban đầu được Trung sĩ Phu Phu dẫn tới hộp đêm là trốn ăn chơi của các ác ma trưởng thành. Nghe tin năng lực của bọn nhỏ đỉnh lắm nên mấy người lớn ở đây muốn chiêm ngưỡng, dắt liền chủ tài móc ví tài tình. A lo cơ thì có thể tính hóa đơn kế toán trong chớp mắt, đây là bài học tạo quan hệ với người trưởng thành cũng như luyện trí thông minh để lừa lọc. Lần đầu bọn học sinh được biết đến những trò vui của người lớn nên kích thích vô cùng. Cả hai trải qua quãng thời gian đẹp như mơ và rồi khi tỉnh dậy hai thằng đã bị bán đi, trung sĩ phu phu chưa từng nói sẽ trả tiền cho nên coi như chúng nó chơi xong ăn quỵt. Giáp và A sẽ bị bắt làm nhân viên để bù vào tiền nợ cũng như trả dùm luôn khoản nợ trước đó của Phu Phu. Và thời khắc ấy, hai đứa đã nhận ra việc chủ tài là để ông ta có thể bán mình với giá cao. Đương nhiên Giáp và A chìm trong địa ngục làm thêm suốt ba tuần. Công việc bù đầu tắt mặt phải chịu đựng những vị khách say xỉn lôi mình ra chút giận, nhưng bù lại cả hai cũng tận mắt thấy những tiểu xảo của người lớn. Từ cách chào hỏi đến lễ nghi uống rượu tại các cuộc đàm phán, như đó Giáp và A rèn luyện được khả năng đoán xem đối phương nghĩ gì. Thế nhưng chỉ riêng suy nghĩ của thầy phu phu là không tài nào đoán nổi, ngày nào ông ta cũng đến cho chơi trò đoán đồng xu nằm ở tay nào nếu đoán đúng sẽ được thả ra, nhưng lần nào cũng thất bại hết, ngồi tâm sự với nhau rát kể về thằng anh trai đều cáng nhà mình cũng như cái sự lấp liếm của ông thầy kia rất khó chịu. Aloker khá bất ngờ khi cậu ấy lại tâm sự về điểm yếu bản thân và rát thì bất ngờ khi Aloker cũng biết tức giận ông thầy kia giống mình, có vẻ như vậy mà hai người bạn càng thân thiết với nhau hơn và cùng nghĩ ra chung một tham vọng. Cho đến khi chỉ còn một ngày là kết thúc thời hạn ba tuần hai đứa rất nóng máu chiến với lão ta một trận nữa. Ngay khi thầy vừa tung đồng xu lập tức giác dùng năng lực dòng dõi cướp lấy nó và đoán là tay phải. Bởi luật vốn dĩ đâu bắt buộc nằm ở tay ai nên vậy vẫn tính là trả lời đúng. Đó chính là ý tưởng hai đứa đã cùng nghĩ ra khiến nguyên hộp đêm đều hoan hô, rồi đến một ngày nào đó cả hai sẽ lừa được ông một vố mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng thế éo nào lão thầy lại đang khóc cạn nước mắt cảm động về hai đứa luôn rồi, trong phút chốc đồng xu đã biến mất hoàn toàn khỏi tay rát và đáp án là tay trái. Đây là bài học về cái giây phút nghĩ mình đã chiếm như thế lại càng phải cảnh giác hơn lũ ngu xuẩn. Hai người cây cú nhất định sẽ vô địch lễ thu hoạch để thách đấu lão một lần nữa. Chuyển qua khu vực số 4, các học sinh dường như đang tụ tập bao vây để săn một học sinh nào đó và đó chính là Iruma. Việc cướp sản vật thu hoạch cũng là hợp pháp miễn sao không làm ai bị thương là được nên họ nhắm vào kẻ ưu tú. Tập 6 Thầy Ba Lam lại nghĩ đó là cái bẫy của Iruma có thể đang phục kích rồi răng lưới tóm gọn một mẻ. Nhưng có vẻ thầy đã nghĩ quá sâu xa rồi thánh của chúng ta chỉ đang đợi nước sôi rồi ăn lẩu thôi. Quay trở lại cái lúc mới bắt đầu tản ra Iruma đi cùng Lít, cậu cứ mải mê ngắm nhìn những bông hoa dễ thương. Về phía các giáo viên là bình luận viên của kỳ thi này, với tư cách là nhà vô địch đời trước thầy Ba Lam có một lời khuyên đó là mới vào thì không nên săn bắt nhiều. Vì thời gian sinh tồn là tầm 4 ngày nên bước đầu phải làm quen với môi trường đã. Có những người vì mày mi kiếm điểm mà kiệt quệ sức lực trụ không nổi hết thời gian đó, nên rất cần phải bình tĩnh phán đoán xem nên nộp nguyên liệu nào và cái nào giữ lại để nấu ăn. Vì nghĩ Iruma không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào nên lít định sẽ làm người dẫn lối đưa ra kế hoạch nhưng bất ngờ thay iruma lại sử dụng chiến lược tự cho rằng bản thân sống trong chính khu rừng này đối với cậu dễ cây là gối dây leo làm dây thường còn lá làm để ăn cơm đừng quên vì bố mẹ vô trách nhiệm nên ngay từ nhỏ iruma đã phải làm ăn bươn trải liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi nên việc đầu tiên là cần dựng nhà làm Lít sợ hãi phải nghe theo. Vậy là cả hai cùng vô tư nô đùa để hòa làm một với khu rừng. Bọn học sinh tính đến cướp điểm của Iruma nhưng khi thấy họ ăn ngon miệng quá lại lủi thủi bỏ đi. Iruma và Lít đã ăn sạch số điểm kiếm được để tích chữ thể lực. Lít thấy giá mà có các bạn nữ ăn chung thì vui biết bao. Nhớ lại buổi hẹn hò nhóm từ hồi trong kỳ nghỉ tận cùng do Lít tổ chức có mời vài bạn nữ đến. Tất nhiên trước đấy cậu cũng đã chỉ dẫn nhóm Iruma một khóa ứng xử với con gái rồi. Nhưng thật ra thanh niên có ý đồ chơi xấu để một mình mình nổi bật nhất với đám con gái. Khi được các bạn nữ khen về thân hình đâu con, nhớ lại lời dạy của lit thì Safnok chỉ cười khảnh tỏ vẻ ngầu lói đốn tim phái nữ. Về phía Iruma được khen tuy nhỏ con với bàn tay bé tẹo mà lại hạ được ma thú ở Walter Park. Cậu chỉ việc giữ nét hiền lành ngây thơ như thường ngày khen lại tay bạn mới là nhỏ nhắn dễ thương nhất. Sự dễ thương của Iruma cũng đủ làm bạn nữ tim đập loạn nhịp luôn. Về phía giáp biểu diễn tiểu phẩm ảo thuật và không tiết lộ bí quyết nhưng sự bí mật cũng là một điểm cuốn hút. Không thể thua kém chúng nó, Lít lình khoe về năng lực dòng dõi của mình nhưng méo đứa nào quan tâm. Có lẽ đó là sự trừng phạt vì định âm mưu chơi xấu một mình. Nhưng Iruma không nghĩ vậy, hôm đó ai cũng khen cậu hết vì Lít là người chủ trì ra buổi hẹn hò khiến các bạn đều vui. Bất ngờ nghe thấy một tiếng loạt soạt có sinh vật gì đó chui ra từ phía bụi rậm. Lít đang định đánh nhưng Iruma chợt nhận thấy cái chữ Clara ghi trên áo. Ngay sau đó Elizabeth xuất hiện quyến rũ Liz rồi nhân cơ hội Clara đã bắt cóc được Hiroma. Cô cho rằng nên để một nam một nữ ở riêng với nhau và sán lại gần người gạ gẫm lít chia cho mình ít nguyên liệu. Người gì đâu mà vừa thơm lại còn cứ mân mê sờ má người ta cậu vẫn tự nhủ phải chịu đựng. Nhưng không dừng lại ở đó, Elizabeth bắt đầu cởi áo muốn tìm cái chỗ mà cậu giấu nguyên liệu. Thôi xong bị sờ chỗ này đến chỗ kia lít đã để lọt mất túi nguyên liệu đang giấu trong áo. Nhưng thật bất ngờ vừa rồi Elizabeth không hề sử dụng năng lực mà toàn bộ là sự quyến rũ tự nhiên. Cô mới nhắc lại trước đây đã từng nói sẽ không sử dụng năng lực lên người mình thích. Rồi xong nổ não Lít luôn thế khác nào chị ấy thích mình làm thanh niên khoái lắm. Thế là tự giác lôi ra nộp nốt cái túi nguyên liệu đang giấu còn lại và mời chị ăn lẩu. Elizabeth liền nói chị thích Lít hệt như thích tất cả mọi người trong lớp cá biệt vậy. Đến khi nhận ra mình chỉ là một con cá bị răng lưới thì Lít đã trở thành sát boy si tình. Sự thật là Elizabeth không thể phân biệt được các cậu con trai với nhau. Từ khi sinh ra cô đã mang năng lực khiến kẻ khác yêu mình nên luôn nghĩ tình yêu tự do là thứ vô cùng đẹp đẽ. Elizabeth luôn nghĩ liệu sẽ có người yêu mình nồng nàn mà không cần dùng năng lực không. Liz thì hiểu lầm chị ấy không phải thích mình theo kiểu tình yêu như không phải vậy. Đối với Elizabeth, tất cả đàn ông đều là đối tượng yêu đương. Tham vọng của cô chỉ đơn giản là được sống hạnh phúc bên cạnh một chàng trai tuyệt vời. Jen Sensei đã chỉ dạy cho Elizabeth mọi ngón nghề quyến rũ, nên lúc này đây chỉ với một nụ hôn thuần khiết và lời nói lít thật dễ thương càng làm cậu ta say mê cô hơn về phía Iruma tự nhiên bị Clara lôi nhốt vào trong bộ đồ ngủ cùng mình, tại không gian tối tăm chật trội ấy nhỏ đã ú à với một nụ cười rạng rỡ. Tập 7 Clara ôm chặt lấy Iruma mà xoa đầu rồi vuốt má, còn lúc này cô sẽ cho cậu thấy những gì mình đã học được từ khóa tập huấn với một nụ cười đủ đốn tim đối phương. Sau một cái chạm chán, Iruma đã bị chuyển tới thế giới ngập tràn màu hồng và cơ thể cậu hóa thành em bé. Đây là vùng đất chiếc hộp đồ chơi của Clara, được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa năng lực dòng dõi triệu tập của nhỏ và năng lực ảo thuật của cô giáo. Điều kiện sử dụng là kéo đối tượng vào trong bộ trang phục giống như rơi vào túi thần kỳ Dojemon. Nơi này có ngập tràn các trò chơi nhưng Iruma còn đang lo nghĩ về lễ thu hoạch, mà sau một hồi bị Clara thuyết phục cái máu ham chơi đã trỗi dậy, hai người bay nhảy khắp thế giới chơi từ trò này đến trò khác, James sensei đã từng dạy điểm cuốn hút của Clara là sự tự do và bất ngờ. Nếu tận dụng tốt được điểm này, bất cứ ác ma nào cũng sẽ mê cô như điếu đổ. Vì vậy, chiến thuật do cô giáo nghĩ ra là tạo một không gian mê hoặc vui vẻ bắt người ta chơi cho đến khi ngã gục. Ma thuật này còn một điểm đáng sợ là nó sẽ hút cạn ma lực của người chơi. Cơ mà Clara có vẻ không hiểu trò đó lắm nhưng cô vẫn quyết phải khiến Iruma đổ mình. Thế rồi không hiểu kiểu gì không chỉ Iruma mà cả chủ nhân cái hộp cũng kiệt sức luôn. Mặc dù lúc luyện tập với cô giáo và chị Elizabeth cô đã phân chia thể lực rất ổn đang lo sợ cứ thế này ma lực của iruma sẽ suy giảm nặng mất nhưng kỳ lạ là cậu ấy đang cười nói như một đứa trẻ cảm ơn clara đã cho mình được chơi sung sướng như này chơi với clara đem lại cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc iruma vô cùng thích chơi với cô Ai mà ngờ Clara cũng đổ gục cậu luôn rồi không đỡ nổi sự dễ thương ấy mà ôm trầm Iruma vào lòng. Thế nghĩa là không chỉ Iruma say mê mình mà cả mình cũng say mê cậu ấy làm nhỏ muốn dỗi. Clara nở một nụ cười như thể sẽ giết chết bất cứ con mồi trước mặt nói được chơi cùng Iruma là điều mình thích nhất. Hai đứa nó hú hí với nhau mấy tiếng đồng hồ cho đến khi Elizabeth mở túi mới chịu dậy. Hôm nay cả Iroma và Liz mới được chứng kiến một phần của sự quyến rũ đến từ hai cô gái. Vậy là nhóm giữa Clara với Elizabeth được 5.400 điểm. Năm nào cũng vậy, đêm đầu tiên luôn có rất nhiều người bị thương do ma thu tấn công. Dần dần các cơn hoảng loạn sẽ kéo theo tinh thần suy sụp khiến học sinh phải bỏ cuộc. Ngay thời điểm đó, thầy Calego sẽ xuất hiện giải cứu rồi dẫn chúng nó quay về trường. Và tất nhiên cũng có những học sinh không thể tự kêu bỏ cuộc được do bị dính ma thuật ảo giác. Thì đã có người thầy này sử dụng năng lực chiêm tinh để phán đoán xem chúng ở đâu. Đây là một năng lực thật sự rất quan trọng trong việc giải cứu học sinh. Nhóm bốn bạn nữ này vì muốn trân trọng từng kỷ niệm bên nhau nên nhất định không bỏ cuộc mà cố chạy bán sống bán chết khỏi ma thú. Trong lúc tuyệt vọng nhất họ thấy một nơi rất sáng sủa và thật ngạc nhiên đó là tòa thành khổng lồ. Ngay lập tức chui vào trong đấy trốn, một giọng nói được vang lên kẻ nào dám vào lâu đài phá giấc ngủ của ta, và đó không ai khác chính là Agaret. Với đôi mắt trong trẻo lông mi dài mái tóc xoăn bồng bình đốn tim phái nữ, chúng nó liền tôn cậu lên thành vị thần thánh bước ra từ thần thoại cổ. Tập 8 Goemon sử dụng kiếm gió đi thu hoạch nguyên liệu một cách dễ dàng rồi quay về tòa thành nghỉ ngơi, nhưng vừa về đến nhà đã thấy thằng bạn bị một đám harem bu lấy người sơ mó. Thế éo nào Agaret được chúng nó trang điểm thành vị vua trong thần thoại cổ làm các chị em dụng chứng. Sau khi bình tĩnh lại bốn đứa mới giải thích lý do tới đây để lần trốn nhưng lại đánh mất liêm sỉ khi thấy trai đẹp. Tòa thành này là do năng lực dòng dõi của Agares sử dụng mặt đất và cây cối để xây nên, nhưng cậu gọi nó là nơi để ngủ thay vì tòa thành. Tuy chỉ là hạng Alex nhưng Agares được huấn luyện bởi một bà cô có tính kỷ luật quá cao, tóm lại cậu yêu cầu uống nước xong thì cút ra chỗ khác. Nhưng Goemon tốt bụng lại muốn mời các bạn nữ ở lại nghỉ ngơi còn đi pha trả tiếp khách. Cậu ta vốn là một tên ngốc thích lo chuyện bao đồng ngày nào cũng qua nhà gọi Agarest đi học hết, Agarest chỉ muốn được ngủ nên cố đi học cho đủ số ngày tối thiểu là được rồi. Thế là luôn được Goemon vác tới tận trường thậm chí còn được chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi đút cho ăn. Tham vọng của Goemon là kiếm được 100 người bạn nhưng đôi khi nhiệt tình quá cậu toàn bị mọi người né xa. Vậy nên rất quý Agarest thường xuyên chăm sóc cậu ta rồi lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, dần dần sự bực bội được tích tụ, Agarest rơi vào chu kỳ ác đã lớn tiếng mắng Goemon phiền phức. Thế là làm cậu ta buồn thiêu chạy về nhà. Mấy bạn nữ rất ngạc nhiên hóa ra Agaret lại nói nhiều như vậy. Cô Emon vừa mới đem trà ra nghe thấy rất nhiều tiếng hét bên ngoài khiến lòng tốt bụng lại trỗi dậy. Nhưng Agaret không cho phép cậu ra ngoài bởi bọn họ đều là đối thủ thậm chí bốn con nhỏ này cũng vậy. Nhớ lại sau cái lần đuổi Goemon vì lý do phiền phức Agaret thầm nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ không quay lại đây. Nhưng thật ngạc nhiên hôm sau cậu ấy lại đem tới cả đống cơm nắm gọi đi học mà không hề để bụng chuyện hôm qua. Còn lúc này Goemon chỉ xin phép một câu rồi tự ý mở cửa ra chém hết bọn ma thú giải cứu các bạn. Xong việc mới quay về xin lỗi nhưng Agareth cũng không trách và cho phép bọn nó vào đây. Ai mà ngờ số người Goemon cứu đông nghịt. Tại nơi tập họp các vị giáo viên đặc biệt họ đang nâng ly ăn nhậu theo dõi đám học trò. Thanh niên phu phu còn tán tỉnh cô dêm nhưng cô méo cho chạm vào người. Ông Sullivan đã tới đang đẩy bé Ba cô vẫn còn ngại ngùng vào. Do thấy cô bé cứ đứng theo dõi thằng học trò một mình nên ông mới đem tới đây. Ba chị cô rất ngại các vị ác ma lẫy lừng nên chỉ dám ngồi y một xó được mời uống rượu cũng từ chối. Đây là phân bố khu vực của các em lớp cá biệt trong lễ thu hoạch. Đứng đầu lớp là đội của Kerori Kamui với 14.200 điểm và đặc biệt họ không hề đả thương bất cứ ma thú nào. Giống hệt thầy 35 ngày xưa từng giành chiến thắng với 55.000 điểm cũng không hề làm sinh vật nào bị thương. Đứng thứ ba là đội ác ma quyến rũ Elizabeth và Clara đã kiếm được 9.400 điểm. Nhớ lại năm xưa cô gem cũng sử dụng sự quyến rũ trong lễ thu hoạch, đáng tiếc có một kẻ duy nhất không bị mê hoặc nên cô mất chức vô địch. Đường thứ hạng tư là tòa thành của Agareth với Goemon tổng 8.200 điểm và sự xảo quyệt tinh khôn của Zat với Alocker đã giúp họ giành vị trí hạng 2 với 12.800 điểm. Ngay vào thời khắc này, tính hào thắng của ba vị sư phụ với số điểm cao nhất đã bùng lên cãi nhau tung tóe. Sullivan chờ đợi nãy tới giờ chỉ mong ngóng số điểm của thằng cháu yêu dấu và cái kết đội Iruma vẫn vỏn vẹn không điểm. Phu Phu tin chắc hai thằng nhóc này tạch cuộc thi rồi bởi chúng nó đang bàn về chuyện tình cảm. Iruma đỏ mặt lo lắng nếu các bạn nữ mà nói thích mình thì phải làm sao. Nhớ tới những gì chị Elizabeth dành cho mình Lít đã quá mất niềm tin và tình yêu khuyên bạn bỏ đi. Phu Phu cười khinh bỉ hai thằng tốt nhất nên bỏ cuộc đi cho rồi đã khiến ba chị cô tức giận. Đứa nào dám nói xấu đệ tử bà bà xiên chết. Thế là nhỏ thay đổi 180 độ yêu cầu đem rượu ra đây giải quyết. Vậy là tất cả các đội đều ngủ say để chuẩn bị cho ngày chiến đấu thứ hai. Nhưng có lẽ mọi người đã quên mất sự hiện diện của Ad Mordes và Sapnok. Họ vẫn đang miệt mài chiến đấu với ma thú để so tài cùng bộ đôi anh em nhà nhảy nhụa thâu đêm. Tập 9 Quay trở lại hồi buổi sáng sau khi nhận lời thách thức từ họ Ad Maudet đã từ chối thẳng thừng. Thế nhưng ngay khi bị cà khịa là sợ quá cúp đuôi bỏ chạy rồi thì toàn lũ nhát cấy được bảo bọc, Sapnok và Ad Mordes đã thực sự điên lên quyết chiến một phen. Họ toàn đi săn những ma thú cấp boss với số điểm lên tới 10.800 và dĩ nhiên nó mạnh đến mức lần lượt từng người đánh hết nhát này đến nhát khác vẫn không xi si nhê. Thằng anh nhà nhầy nhụa sở hữu ngọn thương sắc bén với tầm đánh xa áp đảo và thân thủ linh hoạt. Còn thằng em thì động não đưa ra chỉ thị rất chính xác cho thằng anh, trải qua chiến trường họ có sự phối hợp rất ăn ý không chút sơ hở. So với bên đó, Sapnok và Asmodeus không lúc nào là ngưng cãi nhau chi chóe, thực chất họ đã bị vào chồng bởi hai anh em kia. Năng lực dòng dõi là vầy ngược của loài công hút hồn, tiếng thét của hai anh em họ sẽ quấy nhiễu cảm xúc làm đối phương sôi máu rồi cướp đoạt lý trí. Đó chính là lý do khi bị nhạo báng là nhát gan bò chạy, sắp nóc và Modest đã dính phải năng lực ấy. Hai anh em cố tình chọn những từ ngữ để khuấy động cảm xúc chúng do đã điều tra kỹ về hai đứa rồi. Họ tiếp tục cà khịa kém cỏi như vậy thì đừng hòng làm ma vương hai cánh tay đắc lực gì đó. Mục đích là để chúng nó tấn công mình mà vi phạm và nội quy không được đánh nhau của lễ thu hoạch nhưng ngay khi sắp nóc sắp chạm được tới nơi admodet đã kịp dựng tường lửa chắn lại cậu giải thích với sắp nóc mình đã nhận ra hai tiền này có năng lực chi phối gì đó nhưng đáng tiếc nói về vụ tham vọng thì admodet bị mắng rất nhiều rồi nên năng lực vô tác dụng đối với cậu đã bị lộ khiến hai anh em nhà họ cay cú chửi bới tùng lum năng lực dòng dõi của họ là kỹ năng đặc biệt đã được đích thân sư phụ xa đầu khen ngợi Vô dĩ năng lực của dòng tộc loài công hút hồn nhà họ là thứ cưỡng chế tinh thần khiến đối phương phát điên Gia tộc đã âm thầm thao túng những cuộc đàm phán, từ khi còn nhỏ hai anh em cũng được dạy về kỹ năng đàm phán. Nhưng họ lại rất ngưỡng mộ các anh hùng trên chiến trường, nên ngay khi mới nhập học vào trường hai anh em đã tự mình tẩu thoát mà không cần ai giúp đỡ. Len lút gia nhập vào chiến trường khốc liệt nhất, cho đến cái lúc sắp chết tới nơi đã được sư phụ thu nhận. Hai anh em được học về thể thuật chiến thuật và rất nhiều môn khác, đối với họ sư phụ là người ngầu lòi nhất khác xa hoàn toàn hai đứa có năng lực rắc rưởi như mình lúc nào cũng phải hành động hèn nhát trong bóng tối và bị mọi người ghét bỏ. Thế nhưng sư phụ là người đầu tiên khen năng lực ấy rất có ích trên chiến trường, cướp đi ý chí làm giáo trộn địch hoặc nâng cao tinh thần phe ta. Nếu ghét cái tên dòng tộc đến vậy, ông sẽ đặt cho hai đứa một cái tên là anh em nhà nhầy nhụa. Cho đến lúc nghĩ sẽ trả ơn được cho sư phụ thì ông lại rời khỏi chiến trường quay về làm thầy giáo vì được nhờ vả, trước khi đi sư phụ đã trói hai đứa lại và khóc lóc rất nhiều thế nhưng sư phụ của họ không ai khác chính là trung sĩ phu phu ngay sau đó hai anh em đã thu thập thông tin về danh sách các giáo viên tập huấn cho lớp cá biệt vì nghĩ sư phụ mình sẽ phụ trách mấy đứa đứng đầu và thiên về võ thuật nên họ đã hiểu nhầm đó là Modet và sắp nóc nhưng rất tiếc hai anh em đã sai bét rồi sư phụ của hai người là thầy ba lam cơ và thế là sự hiểu nhầm vẫn cứ tiếp diễn một bên thì có sư phụ là người tự do chiến đấu với sở thích chơi gái một bên thì méo tin thầy ba lam nhà mình lại là người như vậy Admodes và Sapnok thường xuyên được sư phụ xoa đầu, nhưng hai anh em nhà kia lại khác hiếm lắm mới được ông ấy xoa đầu nên ghen tị. Liền gào hét rất lớn gây ảnh hưởng tới con boss đó chính là chiến thuật trên chiến trường của họ. Admodes cũng tức giận khi nghe họ xì nhục Iruma của mình, nếu vậy cậu sẽ tự vứt bỏ lý trí của mình bằng cách giải phóng chu kỳ ác. Làn khói đen quanh bốc lên từ chân bao phủ và nhấn chìm cả người, Admodes đã thi triển một điệu múa cực kỳ đẹp mắt đánh liên tiếp vào người con boss. Nó đã gục cậu con nhấc bổng lên xoay mấy vòng và đáp một cú dính vào tường. Ác trong trạng thái muốn phá hoại mọi thứ theo cách mỹ lệ nhất. Đó là lọ thuốc kích hoạt chu kỳ ác và lọ thuốc gây ức chế do thầy Ba Lam tạo ra. Hai đứa đã phải trải nghiệm việc lặp đi lặp lại chu kỳ ác và chu kỳ thường, đến nỗi vào thời khắc quan trọng có thể tự giải phóng được chu kỳ ác nhưng nó muốn một lượng ma lực khổng lồ. Hình dáng đó rất gần với trạng thái trở về nguyên tổ và Asmodeus đã dùng răng cắn đứt quả táo vàng của con ma thú kia. Tiếp theo là tấn công hai anh em nhà nhì nhụa với sức mạnh tàn phá khủng khiếp này họ sẽ chết mất. Thầy Ba Lam còn dạy để thoát khỏi chu kỳ ác cần thủ sẵn một câu thần chú nên hai đứa nhất định phải luôn sát cánh bên nhau. Và trong thời điểm Admodet phát điên nhất, Sapnot đã đọc to lên cầu thần chú Iruma khiến cậu ta lập tức trở về bình thường. Vậy là hai người đã thành công lấy được quả táo vàng với số điểm 10.800. Tập 10 và đây chính là bảng tổng kết điểm sau ngày một của lễ thu hoạch hạng chót là Iruma và Lít không điểm cao nhất là Atmodet và Sapnok 15.100 điểm, hai anh em nhà nhầy nhụ cũng đã nộp hết điểm của mình cho hai đứa. Nhưng thay vì thù hằn thì Sapnok và Atmodet lại chia tay ra làm hòa vì cùng chung một vị sư phụ. Sang ngày thứ hai tất cả học sinh có thể chia thành hai nhóm một bên thì kiệt quệ còn một bên thì tràn đầy năng lượng. Iruma vừa mới nhâm nhi xong bữa sáng ngon miệng thì mới chợt nhớ ra. Hình như mình đã ăn quá nhiều dẫn đến đội bị không điểm, chỉ còn cách duy nhất là săn lùng Legend Leap trong truyền thuyết với số điểm 100.000 nhưng đám học sinh lại chẳng ai biết về thứ đó cả. Giá mà có khả năng trò chuyện được với thực vật hoặc ma thú thì tốt biết mấy. đang mải nghĩ ngợi thì trong thân cây lòi ra một con ma thú khiến hai người chợt nhớ ra cậu bạn Camui. Lít lập tức sử dụng năng lực cướp đoạt giác quan thám thính đã tìm ra Camui thì hai người bắt đầu lên đường muốn hợp tác với nhóm cậu ấy tin chắc họ sẽ thân thiện với nhóm mình thôi và có thể cùng kể cho nhau nghe về một ngày trôi qua nhưng không vừa đến nơi hai thánh đã bị đám ma thú lùa và bắt quỳ gối trước nữ vương. Carory búng tay một cái không gian xung quanh mới bừng sáng lên các con ma thú thì liên tục khen ngợi nữ vương xinh đẹp. Lý do tìm được ra nơi này là nhờ năng lực của Liz và phải có một khả năng tập trung không tầm thường. Camui thắc mắc có nên trục xuất hai kẻ nhập cư trái phép này không nhưng Carory cần phải có một công phẩm nào đó thì mới giúp họ lấy thông tin về Legend Leaf. Iruma định nói cách phân biệt cây cỏ ăn được nhưng mấy thứ đó bọn ma thú của cô thử biết rồi nếu vậy Liz sẽ đưa cho thông tin về một đội đối thủ đó là clara và elizabeth sử dụng năng lực mê hoặc để cướp điểm chưa hết carory bắt phải nhảy thêm một điệu nhảy mua vui mới chịu đồng ý nói rồi đưa cho họ bộ váy bồng bình bay bổng bởi thực chất một người quen của cô muốn xin chụp tấm ảnh mấy cô gái nhảy múa thấy chúng nó còn lưỡng lự thì carory chừng mất mắng cho cái hai thanh niên đành răm rắp nghe theo Iruma và Liz vào vai hai cô gái dễ thương nhảy múa trong khi Kerori nháy máy liên tục. Do căng thẳng từ công việc và kỳ tập huấn tích tụ, Kerori xít thì rơi vào chu kỳ ác. Nhưng giờ đây cô đang hết sức phấn khích trước màn nhảy múa của hai bạn. Để đáp lễ điệu nhảy đó, các ma thú đưa cho hai người một bài hát gợi ý về Legend clip Chiếc lá ảo mộng vẫn chưa hình thành, hãy nuôi lớn nó. Phải tìm hạt giống và chậu cây trước. Người vợ trong cặp vợ chồng nọ đi bộ một trăm bước đảo vòng xung quanh bà mẹ chồng cúi xuống một chút rồi trốn xuống dưới chiếc miệng sẽ mở rộng ra thứ ngủ say trong chiếc bụng là hạt giống khởi nguồn camui đã ghi lại lời bài hát đưa cho hai bạn tuy nhiên ngẫm một hồi méo hiểu gì hết sau một ngày thu hoạch rất nhiều học sinh đã kiệt sức và rút lui ngay cả các giáo viên cũng đầu tắt mặt tối đi giải cứu nên đã lắm rồi vào thời điểm đó vị cứu tinh đã xuất hiện chính là hội học sinh họ phân bố đều ra các khu vực để thu hồi học sinh bỏ cuộc về mà thật ra mục đích chính đến đây của ameri là để gặp iruma nhưng mãi chả thấy đâu Nhớ lại lễ thu hoạch năm ngoái hội trường vô cùng xuất sắc không để bất cứ ai đánh bại được mình rồi cứ thế tiến về đích. Ameri cũng đã thử tìm Legend Leap nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu nên khả năng đội Iruma thua cuộc là rất cao. Tuy vậy Iruma của cô lại là một người luôn khó đoán trước để rồi cho ra kết quả vừa kỳ vọng. Cấp dưới thắc mắc hội trường thích điểm đó ở cậu ấy hả làm nhỏ giật mình đỏ cả mặt. Nhưng việc Ameri hay để mắt tới Iruma đâu thể chối được. Biết đâu cậu ấy lại mang bó hoa Legend clip tới tặng hội trưởng thì sao? Khiến cô chợt nhớ tới một cảnh trong manga nam chính đã trải qua nhiều khó khăn để tặng được bó hoa cho nữ chính. Liệu khi tặng cậu ấy sẽ nói em muốn được nhìn thấy nụ cười của chị? Bất chợt có một vụ ồn ào xảy ra ở trong liều của các học sinh bỏ cuộc. Thì ra họ đang tổ chức một buổi cá cược đặt cho đội mà mình yêu thích còn đang tham gia lễ thu hoạch. Hội trưởng lập tức xuất hiện xử phạt nhưng tên này chỉ là chân phụ việc thôi. Vụ cá cược này do một học sinh vừa bị loại khởi sướng và đó chính là Zat và Aloker, đồng nghĩa với việc hai người họ là những học sinh đầu tiên của lớp cá biệt bị loại. Tập 11. Còn sau đây chính là câu chuyện địa ngục rất đáng sợ đã khiến hai người phải bỏ cuộc do đã lộ mặt ở khu 3 nên vội chuyển qua khu khác. Nhưng đang đi trên đường đột nhiên cảm thấy hơi choáng và thế éo nào ông anh trai của Zat xuất hiện trước mặt không chỉ một người mà là rất nhiều nguyên đám anh trai rác rưởi liên tục trêu chọc bắt nạt cậu. Rác cay cú liền sút vào một tên nhưng rất tiếc cậu đã bị lừa khi hắn trở về hình dạng thật, việc tấn công học sinh khác là phạm quy. Năng lực dòng dõi của nhà Orobat là ánh đèn ảo giác, tạo ra ảo giác về nỗi ám ảnh mà đối phương không muốn thấy nhất. Và thế là hai người đã bị loại nhanh chóng, nhưng trước khi rời đi Aloker còn thấy hắn đọc lên lớp cá biệt chỉ còn nam đội. Nghĩa là tên đó đang nhắm tới lớp cá biệt, về phía Iruma đang phân tích cụm từ người vợ tách ra thì gặp một tảng đá phu thê. Nhưng dường như chỗ lời bài hát này là quá dài không thể đi kiểm tra từng manh mối được, nếu vậy Iruma sẽ đôi tờ hướng dẫn chia ra mỗi người đi tìm một hướng rồi hẹn gặp nhau tại đây. Tiếp theo là đi bộ 100 bước và đảo vòng xung quanh bà mẹ chồng, cúi mình một chút rồi trốn xuống dưới. Iruma đã tới một hang động bí mật mà cậu lỡ dẫm nhầm cái nút khiến chiếc miệng mở ra, thứ đang ngủ say trong chiếc bụng chính là hạt sống khởi nguồn. Roma cùng Ali tiếp tục tiến sâu vào bên trong mà càng ngày càng tối đen lại còn có mùi hôi thối nữa. Cậu phải giật mình hú hồn trước một thanh niên đang bị trói trên tường tỏa ra mùi thối nồng nặc. Đó chính là Nafla cũng học năm nhất. Cậu ta đã trúng phải loại bẫy cỏ có cơ chế chạm vào đâu thì nước cũng chảy ra làm cỏ sinh rồi. Loại cỏ này chỉ cần một giọt nước cũng có thể vươn dài tới 30 mét rồi quấn lấy những thứ đang ở gần. Nhưng cũng may là tên này hôi thối quá nên không có con ma thú nào thèm tới gần tấn công. Ali bảo kệ cho hắn ta bỏ cuộc mà đi tiếp thôi nhưng thế éo nào Iruma lại đang ra sức giúp đỡ Nafla. Mặc dù là kẻ thù cùng đi tìm Legend Leap nhưng cậu cứ có cảm giác cậu ấy đang kêu cứu. Ngay khi được giải thoát thành công Nafla ông trầm lấy Iruma ý ới gì đó như thể đang muốn cảm ơn. Và thế là cậu ta lưỡng thững đi theo hai người cùng vượt qua muôn vàn chướng ngại đến được một thần điện. Nhờ có mùi của Nafla mà hai người không hề bị ma thú tấn công. Trước mặt hai người chính là hạt giống khởi nguồn. Nafla cảm thấy có gì đó nguy hiểm định nhắc nhở Iruma nhưng cậu lại không hiểu. Ngay khi cầm vào hạt giống thì một bàn tay khổng lồ từ bên trong phóng ra tấn công. Thần điện đã sụp đổ hoàn toàn và xuất hiện một tên khổng lồ tên là Thot, ma thần canh gác hạt giống. Có hai cách để lấy được hạt giống, một là dùng vũ lực đánh bại hắn, còn hai là phải kể cho gã một câu chuyện thú vị. bất kỳ câu chuyện gì mà Thot chưa được biết nhưng phải đủ làm trái tim hắn rung động đến nỗi bật cười hoặc bật khóc. Iruma định kể câu chuyện cảm động của thầy Ba Lam nhưng mọi sách ở ma giới Thot đều đọc cả rồi hay nói đúng hơn tất tật các loại sách ông ta đều đọc nhiều lắm rồi. Ngay khi đó Nafla tiến lên mú may quay cuồng một hồi mà Iruma méo hiểu. Nhưng thế éo nào thốt lại hiểu được câu chuyện vừa rồi lấy trong tuyển tập 666 chuyện cười ở ma giới. Vậy là đến cả chuyện cười ông ta cũng đọc hết rồi chẳng lẽ không còn một chút trí thức mới nào sao? Iruma chợt lóe lên trong đầu câu chuyện không có ở ma giới thì chỉ có thể là nhân giới. Cậu lập tức nhờ Ali và Nafla trợ giúp mình để kể về cuốn truyện tranh hồi ức mối tình đầu. Iruma diễn tả lại câu chuyện mà ngày nào cậu cũng đọc cho chị Ameri nghe. Cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa nam chính và nữ chính lại khiến Thoát có một cảm xúc kỳ lạ. Thế rồi trải qua nhiều khó khăn và drama để hai người có thể đến được bên nhau, xem một hồi khiến Thoát vừa cảm thấy xúc động mà cũng vừa rung động về chuyện tình yêu của họ. Vì đã đem đến cho ông một nguồn tri thức mới mà Iruma sẽ được thưởng hạt giống khởi nguồn. Nhưng nghe tin cậu vẫn chưa kể đến tập mới nhất thoát lại đòi lại bắt kể nốt mới giao cho. Tuy nhiên Iruma không còn nhiều thời gian nên ông đành trao đổi số điện thoại với nhau. Tập 12. Sau đó thoát đã chỉ đường ra cho hai người. Cô mà vấn đề lúc này của Iruma là cậu bạn Nafla này không lẽ phải chia điểm cho cả ba người. Nhân tiện thì không còn thấy mùi hôi của cậu ấy nữa chắc có lẽ đã thích nghi được với nó hai người vô tình đi vào một không gian nào đó với những đốm sáng tuyệt đẹp liền sung sướng chạy nhảy lung tung bất ngờ xuất hiện trước mắt iruma là bố mẹ cậu họ nói túi tiền đã hoàn toàn rỗng rồi hỏi han mọi chuyện về con trong lòng iruma thầm nghĩ sẽ mắng họ một trận vì đã bán mình cơ mà hai người ấy còn đang bận xem các địa điểm du lịch rồi bất ngờ nói mình cùng về thôi và liên tục khen con là đứa bé ngoan nói gì cũng nghe lời như mọi khi năn nỉ một hồi mà hai người họ biến dạng thành một thứ bóng đen đáng sợ khiến iruma xảy chân ngã xuống vực đó chính là năng lực ảo giác của orobat dám chắc cậu ta sẽ bị dày vò mà sang chấn tâm lý suốt kỳ thu hoạch còn lại nafla đã tức giận ra đấm liên tục vào chân hai người cơ mà mục tiêu của orobat chỉ là lớp cá biệt thôi nên mặc kệ cậu ta mà bỏ đi nafla quay lại nhìn xuống phía vực sâu mà khóc thương cho iruma về phía cậu cuối cùng cũng tỉnh lại chân thì bị thương khá nặng lại bất ngờ gặp hai người bạn thân Atmodet nói đừng có đến gần ta đồ con người. Cậu ta đã biết tất cả ma thuật lẫn ma lực của Iruma đều là giả dối. Sau khi nói là tên phản bội hai người họ rời đi, chưa hết còn cả chị Ameri rồi thầy Kalego nữa. Và cuối cùng là sự xuất hiện của ông với anh Opera chuẩn bị tiễn cậu quay lại thế giới loài người đi theo bố mẹ. Iruma gào thét mà lăn lộn cố gắng trốn khỏi họ cậu núp vào một góc tối thở hồn hển trong tuyệt vọng. Thế nhưng Iruma tin chắc đó chỉ là ảo ảnh thôi những người ấy không bao giờ nói như vậy với mình. Trước đây cậu đã luôn cô đơn đến nỗi từng phải ăn lá cây qua ngày, còn hiện giờ xung quanh là rất nhiều người bạn quan trọng luôn đem lại cảm giác ấm áp. Iruma sợ ngày nào đó họ sẽ rời bỏ mình quay lại cuộc sống cô đơn đến nỗi nước mắt chảy ràn ruộng ngay khi đó hình ảnh ba chi cô xuất hiện trước mặt mắng ngươi đã quên những gì ta dạy rồi sao ngay lập tức iruma vững vàng đứng dậy quyết tâm không né tránh và chỉnh chế độ của chiếc nhẫn nhớ lại buổi học bắn cung tên với sư phụ cậu làm quá tệ để ba chi cô phải cười bò sư phụ giải thích nền tảng của ma thuật là tưởng tượng ra cái mình muốn iruma đã dồn nén dục vọng muốn trở thành anh hùng vào cái lông vũ và tạo ra chiếc cung nhưng tâm nguyện của cậu có phải là muốn bắn chúng địch không Iruma cần dạy cho cộng sự của mình biết thế nào là cách bắn, đặc biệt nhất là khi đứng trên bờ vực sinh tử thì sức tập trung mới bộc phát cao độ. Thế nên cần đánh lừa cảm giác thứ này không phải lo nước mà là ma thú sư tử. Tưởng tượng đến cảnh xung quanh là rừng rậm và chỉ cần bị chạm một phát sẽ chết, cũng cấm được phép né tránh mà cần truyền đạt rõ mình đang muốn xuyên phá nó. Sau một hồi cật lực thê thảm mãi chả làm gì nổi ba chi cô nhắc cậu hãy tưởng tượng đến tiếng thét xé toạc ra thịt của con ma thú rồi truyền đạt nguyện vọng vào cây cung muốn bắn xuyên qua nó và cuối cùng Iruma cũng đã làm được. Thế nhưng đây mới chỉ là một thôi cậu cần thực hành thêm 99 lần nữa, dù sao thì số thảm cảnh đổ máu trước đây bị bố mẹ lôi tới còn nhiều hơn hẳn nên thế này chả là gì. Và thế là Iruma đã trải qua một kỳ tập huấn cực kỳ nguy hiểm với ba chi hết đứng trên đỉnh núi nhọn mà bắn cung lại đến bơi lội dưới biển. Rồi còn đối đầu với muôn vàn con ma thú mà động độ ti tỉ các chứa ngại vật, thậm chí học cả cách bịt mắt lại để bắn xuyên tâm mục tiêu di chuyển không ngừng có lúc này đây iruma đang nhẩm lại từng lời dạy của sư phụ mà vận sức cả bố mẹ hay con quái vật này cậu đều không sợ thứ iruma sợ đến mức cả cơ thể cự tuyệt chỉ có thể là không được ở bên mọi người cậu tưởng tượng mình sẽ chối bỏ nỗi sợ và truyền đạt nguyện vọng vào cây cung để xuyên thủng nó cuối cùng iruma đã thành công bắn chúng nó và nhận ra đúng thật đó chỉ là ảo ảnh do con ma thú gây ra iruma nhặt hạt giống lên và bắt đầu quay trở về với mọi người Tập 13, đã là ngày thứ ba của cuộc thi phe Atmodet và phe anh em nhà nhảy nhũa vẫn còn cãi nhau xem ai bắt được nhiều con to hơn. Cơ mà đi mãi vẫn chẳng thấy thêm con boss nào cả. Tại khu số 2 nhóm người dưới trướng của Goemon đã hạ được con bò đồi mùi giành 3.800 điểm. Tổng kết tính đến hiện tại thì Asmodet 21.800 điểm sáp 18.600 điểm, anh em nhà nhầy nhụa đều 16.500 điểm, Kerori 19.200 và Kamui 12.400, Orobat 15.400, Kara 13.200 với Elizabeth 9.800, Ararev và Goemon cùng 9.500 điểm. Đó là tất cả những người đang có số điểm cao nhất và kẻ cho đến giờ vẫn nguyên si không điểm chính là Iruma khiến thầy Kalego có hơi bực bội, người giành hạng nhất trong lễ thu hoạch sẽ được mang danh hiệu vị vua trẻ. Tuy nhiên cả Admodet và Clara đều không quan tâm đến nó lắm mà đang lo cho Iruma hơn, nhưng dù sao họ vẫn tin nhất định cậu ấy sẽ làm được. Vừa quả quyết xong hai đứa lại run lẩy bẩy vì đang cố nhẫn nhịn không tìm đến chỗ Iruma bởi một cô gái thanh lịch sẽ không đuổi theo con trai mà phải để con trai theo đuổi mình về phía iruma thì cũng đang rất nhớ hai người bạn nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra đường để leo lên trên cũng may cái lúc bị mất nhận thức vì ảo giác iruma đã được ali bảo vệ và ông còn nhặt hạt khởi nguồn giúp luôn trong lúc đang loay hoay không biết cách lên thì hú hồn cái mặt của nafla thò ra hóa ra cậu ta bay xuống tận đây vì lo cho iruma thánh của chúng ta phải giả bộ là mình không giỏi bay cho lắm thì nafla còn định vác cả người lên Cơ mà Iruma nặng quá bê không nổi, Nafla còn đem theo một ngọn cỏ mà chỉ cần tới một giọt nước là có thể vươn dài tới 30 mét. Chưa hết cậu ta còn mang theo bình tưới bên người luôn ngay sau khi rót và ngọn cỏ đã vươn tít lên trên. Việc lúc này chỉ cần trèo lên sợi dây là đủ tuy nhiên chân của Iruma lại đang bị thương. Cậu chợt nhớ ra trước đây mình từng để nhỏ một giọt máu vào vết thương của con ma thú mà nó tức khắc lành lại luôn. Vậy thì Iruma cũng thử xem sao cậu cắn một phát vào ngón tay cho chảy máu rồi nhỏ vào ngọn cỏ mà nó khiến toàn bộ khu rừng rung lắc dữ dội và trong chớp mắt ngọn cỏ đã mọc vươn lên siêu dài và to, khiến tất cả học sinh chỉ biết trầm trồ kinh ngạc và át mò đét tin chắc rằng người làm được chuyện này chỉ có ngày ấy thôi. Iruma và Nafla thì vừa trải qua một cơn chóng mặt hiện đang ngồi trên đỉnh cái cây, rồi là lúc đi tập hợp với Lít để tìm cái chậu kết thúc. Cơ mà quay ngược thời gian một chút sau khi hai người tách khỏi nhau Lít đã đụng độ ma thần. Nó yêu cầu cậu phải đối đầu với 100 thử thách cam go nếu muốn lấy chậu kết thúc. Lít trải qua vô vàn thách thức và có những cuộc gặp gỡ tình cờ cuối cùng cũng đã thành công lấy được vật phẩm. Chỉ cần hạt khởi nguồn của Iruma và chậu kết thúc của Lít sẽ làm Legend Leaf nở được. Trước tiên, Thánh phải ngồi tập viết chữ ký đã đề phòng cho sau khi trở thành vị vua trẻ sẽ có các em fan quê xung quanh. Đúng lúc đó, các thầy cô thông báo cái chậu mà Lít đang cầm nếu đi nộp sẽ kiếm được 20.000 điểm luôn nên khuyên cậu nên đi báo cáo luôn kẻo sẽ gặp rủi ro cao cơ mà thông báo vừa rồi khiến nguyên khu rừng đã nghe thấy hết mà bà giáo cũng có chịu dừng lại đâu lại lỡ mùng tiết lộ luôn nó là cái chậu sẽ làm nở ra legend leaf lít định ẩn nấp thật kín đáo để bảo vệ cho thứ này nhưng lại được cả thằng bạn bóp nhau nữa iruma vừa hét to với cái loa phát thanh hẹn gặp lại nhau ở tảng đá phu thê và thế là lít trở thành mục tiêu săn lùng đang phải trốn chui trốn lủi thì xui thay động độ ngay elizabeth Tập 14. Iruma đã đến điểm hẹn hỏi lít lấy được cái chậu kết thúc chưa thanh niên liền ôm lấy người bạn mà gào khóc đã bị chị elizabeth cướp mất rồi quay trở lại một thời gian trước lít đang tự nhủ với lòng mặc dù rất thích chị ấy nhưng tuyệt đối không được để bị mê hoặc mà đột nhiên elizabeth lại tỏ vẻ rất có lỗi khi trước đây từng nói thích cả lớp như nhau làm thành rất hóng chờ câu tiếp theo được nói ra qua cái dáng vẻ ấp úng kia nhưng ngộ thay elizabeth lại cho rằng mình không thích lít đến mức đó bởi cậu không được mạnh cho lắm và đặc biệt còn nhỏ hơn cả chị chưa hết em còn nhìn chị theo kiểu biến thái nữa thì lít vội phủ nhận không hề có chuyện đó nhưng rất tiếc cái ánh mắt tà dâm kia đâu thể giấu được và elizabeth chốt một câu chị thấy ghét kiểu người đó vậy là thanh niên xỉu ngang một hồi sau tỉnh lại thì đã mất cái chậu rồi còn đâu nhưng hai người đều cảm thấy không giống elizabeth chút nào nên iruma đoán có lẽ đó là ảo giác và quả nhiên đúng là vậy thủ phạm đã lấy cái chậu kết thúc chính là orobat cùng đồng bọn trước mắt iruma và lít sẽ đi tìm elizabeth xác nhận xem có phải không đã Hồ tập huấn lít đã từng phải huấn luyện sự tập trung bằng cách tay phải đọc sách tay trái chơi game tai nghe nhạc. Chỉ cần mất tập trung một chút thôi là thông tin sẽ vụt mất ngay, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã có thể tăng tối đa sức tập trung. Vậy nên lúc này đang thu thập thông tin về chị Elizabeth sau một hồi cũng đã tìm ra, nhưng đập vào tai cậu là một câu nói ra của chị mềm mại nõn nà quá cùng tiếng nước chảy. Lít nhận ra ngay hai cô gái đang ngâm mình trong bồn nước nóng còn Carrie thì bên bồn nước đá. Họ liên tục thốt lên những câu thỏa mãn vì được thư giãn sau những ngày mệt mỏi căng thẳng, họ còn chắc chắn chỗ này sẽ không sợ bị ai nghe lén đâu nhưng đáng tiếc Lít nghe rõ mồn một, một luôn. Chúng nó cứ liên tục sờ mó khen ra của nhau mát lạnh mịn màng và rên lên thì thằng con trai nào chịu nổi. Chuyện là Kerry đã cử ma thú thuộc hạ đến rước hai người tới suối nước nóng tuyệt vời này vì muốn hợp tác với nhau. Đoạn này Lít nhất định sẽ nghe thật kỹ nên thánh định lấy cơ đó mà cướp đoạt thị giác luôn, cho rằng đây là vì công việc thôi nhưng máu mũi cứ chảy ròng ròng cơ mà bất chợt nghe thấy Elizabeth mắng ai mà nhìn trộm bọn mình tắm thì thật là biến thái làm Thánh cảm giác như đang bị mắng nên mất tập trung ngưng năng lực luôn rồi cơ mà dù sao cũng biết vị trí của họ rồi nên cứ đường đường chính chính mà tới thôi về phía ca môi được gửi mùi ba cô gái vừa tắm xong mà thanh niên tạ ơn trời Phật Caroly bắt đầu bàn chiến lược muốn hai người giúp mê hoặc phe đối thủ và điểm sẽ chia đều nhưng thứ cô đang nhắm đến không phải Legend Leaf mà là tòa lâu đài của Agares cơ cả đội theo lệnh nữ vương lập tức tấn công vào đó cấp dưới đang báo cáo với Agareth đám ma thú cứ tràn vào khiến phe lần lượt thất thủ sự thật là kerori đã gửi thư đe dọa nếu không chịu giao nộp điểm sẽ tấn công lâu đài từ trước rồi tuy nhiên khó khăn lắm mọi người mới tập hợp được và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm nên không có chuyện giao nộp dễ dàng như vậy tất cả mọi người đều muốn chung sức đánh đuổi lũ ma thú đó bảo vệ lâu đài này mặc dù chủ lâu đài còn đang tính giao nộp hết điểm thật để về sớm đi ngủ cho nhàn thân đây nhưng mọi người đều tươi cười nói bọn mình thích nơi này lắm và Goemon cũng khích lệ vài câu, về phía phe tấn công Kamui đang chuẩn bị ra một lượt công phá dữ dội. Nhớ lại hồi tập huấn được Mr. hát yêu cầu hãy tìm cách thắng ông trong trận đấu khẩu để chứng minh là một quý ông, thầy liên tục bắn những câu chê bai ca khịa về cái dáng vẻ không giống quý ông chút nào của Kamui. Vậy nên lúc này đây cậu đã bác loa thông báo với đám ma thú rằng bọn người trong lâu đài kia đang muốn bắt ma thú. Nhưng nữ vương của chúng ta thì ngược lại luôn đối đãi rất chân quý với các ma thú nên tất cả cần phải đáp lại tấm lòng yêu thương cao cả đó của ngài. Những lời khích lệ của Camui càng làm đám ma thú sung sức hơn đẩy vào rất nhiệt tình. Ngay khi đó Goemon đã xuất hiện chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ. Nhớ lại những bài học về sự thân thiện trước đây của cô Vepa, Goemon đã rút kiếm sử dụng tuyệt chiêu mới. Ngay khi đóng vào kiếm lại cậu không quên cảm ơn sự giúp đỡ từ chiếc vũ khí của mình. Đòn lướt vừa rồi của Goemon chỉ hoàn toàn hạ gục đúng bọn ma thú. Lập tức được đám con gái bu vào cảm ơn vì đã cứu mình khiến thanh niên rất phườn đời. Đám ma thú liên tục động viên ngài ca mùi đừng có phân tâm khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng rất tiếc thanh niên không thể chịu được khi thấy thằng con trai nào dám lén pháng với phụ nữ ngay trước mặt mình. Cậu ra lệnh cho bọn ma thú cấp boss tổng lực tấn công. Khô Emon và đồng bọn cũng đâu có chịu thua hai bên sông vào giao chiến hỗn loạn tập 15. Eurobat đã giao nộp trọng kết thúc và hiện tại cậu ta đang là ứng cử viên cho vị trí vô địch. Về phía tòa lâu đài thì vẫn đang hỗn chiến đám ma thú sắp phá tới thành lũy rồi. Goemon vẫn lần lượt dùng kỹ năng làm gỏi từng con một. Cơ mà thành kiên cố đến mức ma thú cấp boss có hút mãi cũng không si nhê vì nó được làm từ ma lực của Agaret. Bất ngờ có thông báo 6 lính gác ở phía đông đều đã tiêu cả rồi vì bị kẻ địch quyến rũ. Và quả đúng là vậy Elizabeth đang giải phóng 60% độ hào cảm nhờ vào năng lực dòng dõi. Cô có thể kiểm soát lượng mùi hương phát tán bằng cách kéo hoặc đóng khóa. Rồi dẫn hết đám con trai bị quyến rũ nhốt vào ngục. Về phía Clara thì nhỏ chạy đi đâu đó một mình mất tiêu. Rồi bất ngờ Elizabeth vào tư thế bỏ tiến tới lại gần một tên tù nhân. Sư phụ đã từng dặn nếu dùng ma thuật quá mức thì cả mình lẫn đối phương đều bị mất kiểm soát. Nên cô đang thắc mắc nếu tung ra toàn lực thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng lúc đó hội lít đã chạy tới cậu ta hỏi thẳng luôn chị nghĩ sao về em. Elizabeth cũng không ngần ngại nói chị rất thích em khiến thanh niên thật sự tin người lừa mình hôm nay là giả mạo. Hai người liền kể hết cho cô nghe về tên tạo ra ảo ảnh đã cướp cái chậu của mình. Rồi chả hiểu sao cậu bạn Nafla bốc mùi cứ múa may như thể muốn nói điều gì đó. Ba người quan sát từng hành động được miêu tả và đoán đó là ai nhưng chật lất hết. Chỉ còn cách nhờ ca mui phiên dịch thì cậu ta dịch được là cột tóc đuôi ngựa có đeo kính và chân như móng guốc. Vậy là đã rõ thủ phạm chính là Orobat và đặc biệt tên này chỉ nhắm vào lớp cá biệt thôi. Có một tôn giáo ở ma giới nọ rất yêu quý và tôn thờ số 2 nhưng không có gì chứng minh là họ tồn tại cả. Vậy mà người ta vẫn luôn đồn thổi là họ có thật. Trên trường thì học sinh luôn cho rằng kẻ thuộc dòng dõi tôn thờ số 2 chính là Orobat. Bởi kỳ thi nào cậu cũng giành hạng nhìn nên mọi người tin chắc là do cậu ta cố ý. Nhưng hoàn toàn méo phải vậy Orobat luôn khát khao được lên hạng nhất. Cứ mỗi khi nghe thấy người nào nhận xét mình thuộc dòng họ tôn thờ số 2 là thanh niên vô cùng bực bội, thậm chí Orobat còn méo tin cái dòng họ của linh ấy có thật. Trong khi đó, Alokov và Asmodeb bên lớp cá biệt luôn giành hết hạng nhất cả bài thi lý thuyết lẫn thực hành. Đó là lý do Orobat nhất định lễ thu hoạch này phải giành chức vô địch và nhắm thẳng vào lớp cá biệt mà tấn công. Năng lực dòng dõi là ánh đèn ảo giác, bất cứ tiếng xào sạc của cây cỏ hay dù chỉ một hòn đá cuội cũng đủ gây sang chấn tinh thần mạnh cho đối phương tuy nhiên trong lễ thu hoạch này orobat sẽ không dùng nó mà đường đường chính chính giành hạng nhất rồi nhất định mọi người sẽ bớt sợ hãi và không còn hiểu nhầm mình nữa nhưng cho đến khi nhận ra thì cậu đã lỡ dùng ma thuật lên các thành viên lớp cá biệt rồi nhưng ngay khi đó tên cấp dưới ocho xuất hiện từ sau lưng nói ngài không hề sai thì orobat cũng tin tưởng luôn lại đúng lúc đó đụng độ nhỏ clara đang vừa tung tăng đi kiếm điểm vừa ngân nga hát ocho lập tức nói vang vọng vào đầu ngài hãy hủy hoại toàn bộ bọn lớp cá biệt thì Orobas nghe theo luôn cậu liền sử dụng năng lực tấn công vào Clara khiến nhỏ lảo đảo ngã xuống. Trước mắt Clara là hình ảnh Iruma thì cô lập tức chạy đến ôm lấy cậu rồi kể về việc mình đã tin tưởng Iruma đến mức nào. Nên giờ rất muốn được cậu khanh ngợi vì đã lâu không gặp nhau, nhưng Iruma chỉ tay ra đòi nước ép hoa quả vì công mình đã chơi với bạn. Tuy trước đây có nói không cần mấy thứ đó nhưng quả thực việc ở cạnh Clara rất cực nhọc đã khiến cậu mệt mỏi rồi. Kara tối sầm mặt mũi mà gục ngã, Iruma đề nghị hãy lợi dụng lẫn nhau nếu không có gì đền đáp thì chả ai thèm chơi với Kara đâu. Nhưng ngay vào thời khắc cô đang tuyệt vọng nhất thì một mũi tên từ đâu bay đến, xuyên thủng hình ảnh Iruma đó và lộ ra đó chỉ là một con ma thú. Và người bắn mũi tên không ai khác chính là Iruma hàng thật đang đứng tít trên đỉnh thân cây hét lớn tên Clara khiến cô òa khóc. Quay ngược thời gian một chút ban nãy Liz đã đeo tai nghe để nghe ngóng từ đằng xa đến khi đã phát hiện chỗ của Orobat thì lập tức cướp thính giác của một con chim gần đó mà quan sát. Cậu phát hiện gã Ocho đang xúi dục Orobat hủy hoại lớp cá biệt, nghe tin Clara gặp nguy hiểm Iruma tính tức tốc đi cứu nguy nhưng chân cậu lại bị thương. Kerori liền cho mượn hai hộ vệ của mình giúp bạn phi tới đó và tất nhiên việc mượn này không phải là miễn phí. Lít đi theo để chỉ đường cho Iruma nhưng rất tiếc ma lực của cậu sắp cạn rồi. Chỉ còn cách dồn toàn bộ vào một điểm thì Lít nhận ra tình trạng của Clara đang rất tệ. Đã đến đỉnh của thân cây cậu vội chỉ ra vị trí của Clara đang bị ma thú tấn công. Nhưng xa quá không thể tới kịp được và cách duy nhất lúc này là sử dụng cung tên. Trong đầu Iruma hiện lên một loạt suy nghĩ mông lung chỉ còn một sợi lông vũ duy nhất thôi và sợ sẽ bắn trượt mất. Càng nghĩ càng toát mồ hôi hột nhưng quyết định cuối cùng của cậu vẫn là dương cung tên ra tập trung hết sức vào đòn này và đã thành công tiêu diệt con ma thú khiến clara giật mình sau khi iruma đến nơi thì nhỏ òa khóc mà chạy tới ôm trầm lấy cậu liên tục mách iruma về tên iruma hồi nãy rất giàu tính orobat đã thật sự rất tức giận về iruma luôn luôn ngáng đường mình cả người hắn toát ra một luồng khí với quyết tâm sẽ xóa sổ bọn chướng ngại lớp cá biệt mặc kệ có đang là lễ thu hoạch hắn quyết tâm ra tay tấn công luôn thì ngay khi đó đã xuất hiện đã kịp thời đánh orobat trước và không cho phép kẻ nào đụng đến bạn bè mình Tập 16 Ngay lập tức nhận được tin báo Atmodet bị loại vì tấn công học sinh khác trực tiếp là Phạm Quy, Orobat thì khoái chí mà liên tục cả khịa. Nhưng giờ thì Atmodet chẳng còn quan tâm gì nữa cậu vẫn vung tay đánh hắn, tham vọng của cậu là được trở thành cây thương cho Iruma. Nếu mày mà còn dám đụng đến ngài ấy hay bất cứ thành viên nào của lớp cá biệt, thì tao sẽ lao thẳng từ căn lều cho thí sinh bị loại đến nướng chín mày. Iruma và Clara lập tức kéo lại cầu xin đừng đi vì cậu chỉ bảo vệ bọn mình thôi. Nhưng đối với Asmodeus như này là mãn nguyện rồi Iruma mới là người xứng đáng trở thành vị vua trẻ. Đừng quên ngay từ đầu cậu đặt hạng Dalet rồi, đã lâu rồi không được tụ tập đủ cả ba người nên nhỏ, Clara có vẻ hơi quậy xíu. Vậy thì Asmodeus muốn mời các bạn khi kết thúc lễ thu hoạch cùng qua nhà mình chơi, nãy giờ lít nấp bên kia bụi cỏ chứng kiến hết câu chuyện thì xúc động khóc như mưa. Giờ là lúc đòi lại cái chậu từ Orobat nhưng khi quay ra thanh niên đã biến mất không một dấu vết. Thì ra tên cấp dưới Ocho đã bí mật vác đi tẩu thoát rồi, đồng thời cái chậu kết thúc cũng đã được hắn nộp luôn nên giờ hết cơ hội lấy lại. Orobat đã cạn kiệt sức lực mà hôm nay thì là ngày cuối của lễ thu hoạch, nhưng Ocho đã lén thu thập và để dành toàn những nguyên liệu hiếm ngang tầm cỡ boss. Mà hắn thì không cần chức vô địch giao cho ngày hết nên giờ Orobat cầm chắc chức vô địch trong tay rồi. Quay trở lại phía Iruma cả cậu và Liz đều đã cạn kiệt ma lực mà lễ thu hoạch lại sắp sửa hết giờ e rằng hết cơ hội rồi nhưng dù vậy iruma vẫn quyết tâm đi tìm bằng được orobat vì suốt thời gian qua chúng ta đã được rất nhiều người giúp đỡ đặt kỳ vọng vào mà bất ngờ ông thầy bên ban tổ chức xuất hiện làm cả bọn giật mình tưởng mình thua rồi thầy sẽ bỏ lớp mặt nạ ra thì mới hoảng hồn khi đó chính là a và trên tay cậu là chiếc chậu kết thúc giác cũng như tất cả mọi người ở căn lều cho thí sinh bị loại đều hào hứng chúc mừng kế hoạch đại thành công đây là tuyệt kỹ lừa trong lừa cực xảo trá lùi lại thời gian một chút vào ngày thứ hai của lễ thu hoạch ngay sau khi rát bị loại cả hai cùng tiến về lều cho thí sinh bị loại đây là nơi có thể nắm rõ tình hình trong rừng nhất và hoàn toàn không có luật cấm người chưa bỏ cuộc vào đây đừng quên người bị loại chỉ có rát còn a lo cơ vẫn đang trong cuộc chơi hai người đi hỏi dò thông tin về orobat từ các thí sinh ở đây và vạch ra kế hoạch tác chiến a lo cơ tự tay chế tạo ra một camera ghi hình để truyền hình ảnh về cho rát ở trong lều thì giác quan sát nhất cử nhất động của Orobat vào báo tin cho A Locker và cậu thì nhanh tay ngụy trang thành thầy giáo của ban tổ chức cướp lấy cái chậu kết thúc. Vì biết chúng sẽ nhắm đến hạt khởi nguồn của Iruma nên A Locker đã báo tin cho Atmodet đó là lý do cậu xuất hiện cứu kịp thời. Còn lúc này đây A Locker muốn tặng chiếc chậu kết thúc cho bạn làm hai đứa được một phen chấn động bởi đằng nào cũng sắp hết giờ rồi và lại nếu không có rát ở cùng thì cậu chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì cả rát nghe xong cúi xuống gãi đầu mà thanh niên hội học sinh còn tưởng cậu xúc động khóc về phía sáp nóc với anh em nhầy nhụa thu được cực kỳ nhiều nguyên liệu đến nỗi gần như cạn khu vực này đến nơi tỏ ra cứng rắn là thế chứ sáp nóc đã gục ngã vì kiệt sức sau nhiều ngày không ngủ rồi cậu đang là người dẫn đầu với 45.500 điểm và hai anh em nhà kia đồng đều 37.100 điểm còn về cuộc chiến của đám ma thú dưới trướng kerori thì có vẻ đã chịu thua trước sự chống trả quyết liệt từ phía lâu đài của agares nên cô đành bỏ cuộc tại đây nhưng ngay thời khắc đó đám ma thú đều tự nguyện dâng hiến muốn nữ vương hãy đổi bọn mình lấy điểm vì kerori không hề coi chúng là nguyên liệu mà luôn đối xử như đồng đội nên đám ma thú muốn báo đáp ân huệ chỉ cần nữ vương giành chức vô địch là mãn nguyện rồi kerori lập tức đi xuống xoa đầu chúng và từ chối bởi cho dù có trở thành vị vua trẻ thì không có các con dân đâu còn nghĩa lý gì nữa Tổng kết lại cô được 36.800 điểm, Camui 22.500 điểm và Elizabeth 20.700 về phía lâu đài của Agareth sau khi đã thành công đánh đuổi đám xâm lược mọi người cùng nấu cơm cho nhau ăn. Đặc biệt họ muốn tặng hết toàn bộ chỗ điểm của mình cho Agareth và Goemon. Dù sao tất cả cũng đã có ý định bỏ cuộc nên mấy thứ này không còn quan trọng nữa mà kỷ niệm ở bên nhau mới là điều đáng nhớ. Đối với các bạn đây là gia đình của mình và nhờ hai người bảo vệ mới trụ được đến ngày cuối cùng. Nếu vậy Goemon muốn những nguyên liệu còn lại đem nấu lẩu cùng nhau ăn. Tổng kết Agares và Goemon đều 32.300 điểm. Nhân tiện A locker 12.800 điểm. Đã đến bước cuối cùng Iruma và Liz chỉ việc cùng nhau trồng cho Legend Lifner Tập 17 Nhưng vấn đề là giờ méo biết phải làm sao cho nó nảy mầm. Liz gợi ý hay là thử nghĩ về những người phụ trách lễ thu hoạch. Điển hình là cô dạy môn sinh vật ma tính chính là người đã tạo ra khu rừng này. Có thể chúng ta sẽ phải áp dụng những gì đã được học của năm nhất cậu chợt nhớ tới tiết học đầu tiên của cô ấy dạy về bài dùng ma thuật khiến những bông hoa nở rộ, nói rồi lít đọc thần chú và làm theo. Hạt giống đã phát sáng lên nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì thay đổi cả. Trong lúc hai thằng đang khóc dòng nước mắt thì thanh niên Nafla lôi ra cái bình tưới nước cho nó rồi chỉ trò. Iruma với lít hiểu ý lập tức đọc câu thần chú chĩa về phía hạt giống, nhưng thế éo nào nó cứ mở ra đóng lại như đang trêu người vậy. Lít thì chả còn chút ma lực nào nữa và Ali cũng hiện lên thông báo với Iruma chúng ta hết ma lực luôn rồi. Trong cơn bế tắc có vẻ hai đứa đã suýt quên sự tồn tại của Clara, trong suốt lễ thu hoạch cô đã thỏa thích nô đùa cùng các ma thú nên vô tình hút rất nhiều ma lực của chúng. Vậy thì Iruma muốn nắm tay Clara làm nhỏ khoái chí nắm tay truyền ma lực cho cậu luôn rồi bốn người cùng chĩa về phía hai vật kia. Nhưng trong một khoảnh khắc có làn khói đen bất chợt bay vụt lên hóa thành kẻ kỳ lạ che lấp người Iruma rồi tan biến. Legend Leaf thì đã thành công nở thành cây vừa đúng lúc chuông báo hiệu kết thúc lễ thu hoạch vang lên, tất cả học sinh tập trung tại điểm xuất phát chỉ riêng gã Ocho là lần khuất vào trong khu rừng tối. Mọi người ai nấy đều đang mong chờ sự trở lại của Iruma và trên tay cậu chính là nguyên liệu 100.000 điểm Legend Leaf, nhưng thế éo nào nhìn nó cứ ngu ngu kiểu gì ấy kể cả Iruma với Lis cũng đang hoài nghi. Hai thầy cô phụ trách lễ thu hoạch lập tức chạy đến xác nhận thì vô cùng vui sướng vì nó đúng là Legend Leaf. Nghe đến đây hai thánh của chúng ta mới đập tay nhau ăn mừng và toàn thể học sinh cũng hô hào náo nhiệt. Ngay cả thầy cô cũng vậy khoái thứ này lắm luôn. Còn giờ nói về vụ chia điểm thì Clara và Nafla nhanh nhảu báo mình không cần điểm. Đồng nghĩa với việc Iruma và Lit mỗi đứa 50.000 điểm khiến đám đông chúc mừng cho hai nhà vô địch đã đến lễ công bố thứ hạng để xem ai sẽ là vị vua trẻ năm nay. Tất cả học sinh lẫn thầy cô đều nín thở chờ đợi kết quả đang được tổng kết, nhưng có vẻ đã ngoài dự đoán khi nhà vô địch lại là Orobat với 58.000 điểm. Tất cả đều ngạc nhiên hết sức vì rõ ràng cậu ta luôn đứng hạng nhì. Orobat mang về toàn các nguyên liệu hiếm và cậu ta đang tiến lên bục trước sự hô hào của bao nhiêu người. Mặc dù hạng nhất là thứ mà mình luôn mơ ước nhưng sao có cảm giác không thỏa đáng. Cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó và tâm trí thì mờ mịt không biết có nên nhận danh hiệu này không. Về phía Iruma nghĩ về sư phụ cũng như tất cả sự cố gắng để đạt được thành quả của mình. Cảm giác lúc này của cậu là sự thất vọng tràn trề và thật sự muốn được giành chức vô địch. Ngay thời khắc đó Zat đã giơ tay phản đối vì thấy khâu tính điểm có vẻ hơi sai. Riêng Legend Leaf chia đôi là 50.000 điểm thế nhưng vẫn còn chậu kết thúc trị giá 20.000 điểm. Chuyện này bắt đầu làm xôn xao tất cả mọi người có vẻ ai cũng hy vọng Iruma chiến thắng. Và tổng kết là Iruma với lead mỗi người được thêm 10.000 điểm nữa vậy là đã vượt mặt Orobat chiến trệ đứng đầu. Về phía hắn thì nhận ra mình tuy không phải hạng nhất nhưng cũng không phải hạng nhì. Tại sao chỉ đứng hạng ba nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm thế này? Orobat đã nhận ra mình luôn ghen tị với lớp cá biệt vì thèm muốn được trở thành tâm điểm chú ý giống họ. Nói đúng hơn là luôn kính nể họ. Nghĩ rồi Orobat tiến lại gần cúi đầu xin lỗi chỉ vì mải theo đuổi chiến thắng mà đánh mất bản thân. Tuy trí nhớ mờ mịt nhưng cậu biết mình đã làm những việc đi quá giới hạn. Iruma không hề trách bạn vì Orobat chỉ nghiêm túc thi đấu hết sức thôi. Còn khen ma thuật ảo giác của cậu rất đỉnh, rồi dần dần các bạn học sinh khác cũng súng vào khen Orobat thật tài giỏi và nhận ra cậu không hề đáng sợ như trước đây từng nghĩ qua vụ này cũng biết tin đồn orobat tôn thờ hạng nhì là tin vịt trong khi đó hội trưởng hội học sinh đang xấu hổ mà còn bị đứa bạn đẩy lại về phía iruma cô muốn chúc mừng cho iruma và thắc mắc cậu có thứ gì muốn đưa cho mình không thì bất ngờ nafla nhảy ra trước mặt muốn đập tay với chị hóa ra hai người có quen biết nhau hay nói đúng hơn nafla là học sinh năm nhất gia nhập hội học sinh mà cô mới chiêu mộ cậu ấy làm cho bên ban quản lý nên chỉ trà trộn vào lễ thu hoạch và có chức năng trợ giúp dùng bình tưới cầu vồng khiến Legend Leaf nở rộ. Đây là bí mật mà năm nào nhà trường cũng nhờ một học sinh giúp đỡ. Bất ngờ cái cây nó phát ra tiếng hai cậu vất vả rồi làm Iruma và Lit đứng hình mất hai giây rồi giật mình sừng sốt. Nó nói thú thật chưa từng nghĩ sẽ có người thu hoạch được mình nên điều kiện đặt ra hơi tùy tiện. Đó là theo trình tự giải mã bài hát đến thử thách lấy hạt rồi giải cứu Nafla đến thử thách lấy chậu và cuối cùng hợp thể nhưng nó có mang những ý nghĩa như không bị trói buộc bởi lợi ích trước mắt, biết nghĩ cho người khác với tuân theo tham vọng bản thân và bằng mọi giá không bỏ cuộc. Sau khi đã giải thích xong nó bay lên trời ban cho tất cả cùng xem một loài hoa chưa từng xuất hiện ở ma giới. Tập 18 Legend Leaf đã nổ tung giữa bầu trời tạo ra thứ ánh sáng màu hồng chói lóa và toàn bộ khu rừng đang ngập tràn hoa anh đào. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt trần của chúng thậm chí là những người đang ở bên trường học. Nhưng Iruma phải dừng khoảng chừng 2 giây cái này trước đây cậu từng làm nở ra rồi. Ngay sau đó thầy hiệu trưởng đã đến biến cho hai đứa khoác lên mình bộ đồ của vị vua trẻ. Rồi lễ trao giải được bắt đầu hai học sinh vô địch sẽ đứng lên giữa bục và cùng được thăng lên hạng Dalet. Phía dưới khán đài hào hứng cổ vũ nồng nhiệt, riêng Ameri thì nói ý tôi là chúc mừng cho lễ thu hoạch thành công tốt đẹp chứ không phải chúc mừng riêng Iruma hay gì đâu. Thầy Kalego lên cướp mic thông báo học sinh đạt hạng 3 Orobat được thăng lên hạng Gmail. Học sinh đạt hạng 4 sắp nóc cũng được thăng lên hạng Gmail. Anh em nhà nhảy nhụa cũng thăng từ hạng Alep lên Gmail. Nhưng ông anh có vẻ hơi đần còn tưởng hạng một là lớn hơn. Thấy Iruma đã chung hạng với mình thì Admored vui sướng còn Clara lại ghen tị. Tiếp theo là Agareth với Goemon cũng có thành tựu đáng nể đặc biệt còn giúp đỡ các bạn khiến lễ thu hoạch lần này có ít học sinh bỏ cuộc nhất lịch sử nên cũng được thăng hạng Gmail. Chưa hết về phía đội nữ vương cũng thành lập cả một vương quốc ma thú mà trước nay chưa ai làm được nên Kerori và Camui cũng thăng lên hạng đó. Và cuối cùng là Elizabeth được lên hạng Beth, kết thúc buổi lễ là màn ngắm hoa anh đào và những học sinh lớp cá biệt được các giáo viên đặc biệt khen tặng. Chỉ riêng lão Phu Phu là cà khịa rát với A lo còn Iruma và Lit vẫn chưa thấy sư phụ mình đâu. Bất ngờ từ trên cao ba Chico nhảy bổ xuống mắng thẳng đệ tại sao ngày đầu lại ăn hết cả nguyên liệu. Nhưng người vẫn phải khen nhóc làm tốt lắm khiến Iruma cũng rất mừng. Sau đó tất cả học sinh năm nhất tập trung ở giảng đường ăn mừng. Sapnok nóc khoe với hai anh em nhà nhầy nhụa ba lam chính là sư phụ của mình lúc này cả bọn mới ngớ người hóa ra đã nhận nhầm sư phụ về phía orobat chợt cảm thấy hình như trong lúc tham gia lễ thu hoạch cậu đã hoạt động cùng ai đó nhưng sao chẳng thể nhớ được và một cậu bạn cũng bảo là làm gì có ai toàn trường đang tổ chức tiệc ăn mừng cho hai vị vua trẻ ấy vậy mà thánh của chúng ta còn lôi cả hai đứa bạn thân lên đứng cạnh vì đã nhớ họ quá rồi về phía sắp nóc đang méo hiểu kiểu gì tự nhiên nhặt được nhỏ này cứ bám sau mình thì ra là tại sau khi bình tĩnh nghĩ về chuyện mình được gọi là nữ vương Kerori thấy xấu hổ muốn đội quần, Elizabeth lúc này mới trông giống nữ vương kìa. Trong khi đó các thầy giáo đang triển khai để đi tìm một kẻ nào đó mà vừa rồi có hỏi nhưng Orobat chẳng nhớ gì. Có lẽ cậu ta đã bị xóa ký ức rồi, nhân tiện đây là lần đầu tiên thầy Kalego không mắng đám học trò ồn ào vì biết chúng đã cố gắng rất nhiều rồi. Đang bình thản nhâm nhi ly rượu thì méo hiểu sao lại bị triệu hồi thành sử ma, rốt cuộc thầy không cáu giận là không được. Tập 19 Kết thúc lễ thu hoạch mỗi gia đình đều tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho con cháu mình thi xong. Các thầy cô cũng không ngoại lệ làm một buổi yến tiệc mừng hoàn thành kỳ thi với rất nhiều đồ ăn. Có một vài giáo viên vắng mặt người thì do bận công việc người thì do không uống rượu. Riêng thầy Calego nhất định không bao giờ tới các buổi ăn uống cùng đồng nghiệp. Nhưng đột nhiên hôm nay thầy ấy lại xuất hiện như một kỳ tích làm ông thầy này còn xúc động phát khóc. Chuyện là Calego đang tính chuồn về thì bị thầy Ba Lam giữ lại lôi tới. Vừa mới nghe câu trầu hôm nay do hiệu trưởng chưa đãi lập tức ca Lego cho gọi rượu đại hắc ma cảnh đắt nhất thực đơn. Nó cũng là loại rượu nặng đô nhất nhưng thầy Ba Lam tử lượng rất tốt, còn thanh niên Robin vẫn non nớt chưa cho uống được. Thầy Ma Bát đang tính gọi thịt gà làm đồ nhắm thì đột nhiên nhớ tới hình ảnh Sử Ma Ca Lego bắt đầu rén. Ma Bát là người phụ trách môn tra tấn học, chị gái của thầy chính là người quản lý A Cu Đồ nhưng A Cu Đồ nào thì không thể tiết lộ mà nhắc đến họ hàng thì tội nghiệp cô momonoki bị người ông dựng cả tường chắn để canh cháu gái vì thầy cho rằng chỗ này toàn bọn đàn ông cục xúc nhưng thanh niên robin ngây thơ cứ thế chạy đến kéo cô lại đây uống rượu đang yên đang lành tự nhiên lại được ngồi cạnh thầy kalego khiến nhỏ ngượng ngùng đỏ bừng hết mặt robin hỏi hồi còn là giáo viên mới đến cảm giác cô như nào thì momonoki đáp thầy kalego là người hướng dẫn mình thanh niên lại tò mò hỏi vậy thì giáo viên hướng dẫn thầy kalego là ai nhưng không ngờ đó lại là giáo viên điều hành Dantalion làm mọi người sửng sốt không tin. Ngay từ hồi mới vào Calego đã rất lạnh lùng nhưng bù lại thầy hoàn thành công việc thì vô cùng nghiêm túc. Quay ngược thời gian về vài tiếng trước lúc đang còn lễ khen thưởng vị vua trẻ lít tìm mãi mà không thấy thầy Robin đâu. Trong khi đó thanh niên Ocho đang ung dung chạy trong rừng tự thưởng cho việc đã trà trộn vào dễ dàng. Hắn đã xóa sạch ký ức của Orobat về mình và đang sung sướng cực độ vì mình mới chính là người đứng hạng hai kỳ thi mọi người không hề hay biết tôn giáo tán dương sùng bái số 2 ở ma giới có tồn tại và ocho thuộc tôn giáo đó thầy robin đang đứng tít trên đỉnh ngọn núi đã phát hiện mục tiêu và báo cáo với thầy kalego kalego nhất định sẽ không khước từ bất cứ kẻ nào dám đột nhập vào quậy phá trường mình robin liền sử dụng năng lực dòng dõi tập trung vào một điểm và không bao giờ bắn trượt được mặc dù ocho đã tung ra ma thuật bí mật cấp cao để ngăn trở nhận thức nhưng vẫn ăn chọn mũi tên tuy nhiên kalego đã ra lệnh cho robin không bắn vào chỗ hiểm chỉ để cảnh cáo thôi và tạm tha cho hắn nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai nếu gã định tiếp tục dở trò mà hiếm khi được thầy kalego khen ngợi nên robin vui lắm uống lấy uống để đến với đại hội bingo mọi người sẽ tra con số trên tờ giấy xem có giống ban tổ chức không để nhận giải thưởng ba lam chợt nhận ra kalego đã trúng bingo thì vội lớn tiếng thông báo mặc cho thầy ấy đang cố tình ỉm đi bởi phần thưởng dành cho hạng nhất là cái tên thầy ghét nhất tại một nơi âm u tối tăm nào đó ocho trong tình trạng đang bị thương nặng đã về báo cáo với chủ nhân rằng trong số đám học sinh năm nhất của ngôi trường ấy có vài tên có xu hướng gần với trở về nguyên tổ đặc biệt là bọn ở lớp cá biệt và xếp của hắn không ai khác chính là gã ban, ban lập tức đạp vào đầu hắn cái tội để máu làm bẩn sàn. Ocho đã gắn một chiếc micro lên áo Iruma ngay từ lúc mọi người đang đổ xô chạy vào rừng khi lễ thu hoạch bắt đầu. Hắn còn tự mãn khi thấy cái bản mặt cậu ta lúc bị chúng ảo giác rơi xuống vực. Nghe đến đây Kirio lập tức đè ra hỏi ngươi đã làm gì Iruma? Còn đe dọa cấm được đụng vào thằng bé chỉ để tiêu khiển vì nó là hàng của ta. Ban liền mở đoạn ghi âm những gì Iruma đã nói ra thì đập thẳng vào tai ba người là câu nói mình là con người. Vậy là phán đoán của ban đã hoàn toàn chính xác khi Suli van đến nhân giới trái phép ông ta đã đưa Iruma tới đây. Nghe tin Iruma là con người thanh niên Kirio bắt đầu rãi rớt chảy không thể ngừng được. Hắn đang vô cùng muốn được thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Iruma khi bị mình nhai nuốt. Lễ thu hoạch mới chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc săn mồi mà mấy tên này chuẩn bị bày ra. Quay trở lại với buổi yến tiệc của giáo viên rốt cuộc chỉ có ca Lego ba lam với cô Momonoki là còn tỉnh táo ra về. Và người tổ chức buổi tiệc thầy Robin sẽ là người chịu trách nhiệm với cái đám say bí tỉ này. Tập 20 Hôm nay đột nhiên Iruma đang xin ông một thứ gì đó làm Suli van xúc động khóc như mưa vì lần đầu đứa cháu biết xin sỏ. Hóa ra thứ mà cậu nhóc đang lúng túng muốn xin là máy chơi game cầm tay thì ông còn định mua cho 666 cái. Iruma liền đem tới nhà Lít chơi mà không hiểu sao nhà cậu ta có một căn phòng gì rất nguy hiểm phải im lặng đi qua. Lần đầu vào phòng Lít, Iruma khá chó ngợp với mọi thứ trong này. Hai vị vua trẻ cùng ăn uống và chơi game với nhau, Lít hướng dẫn cho bạn từ bước cơ bản nhất như chọn và đặt tên nhân vật. Rồi đột nhiên cậu ta hỏi Iruma thích kiểu con gái như nào vì đang muốn tâm sự về bạn khác giới. Thanh niên đoán chắc Iruma cũng tò mò lắm nên đừng giả bộ ngây ngô nữa. Nói rồi liền lôi vũ khí bí mật dưới gầm giường ra đó là một quyển sách 18 cộng. Iruma cũng thừa nhận đã từng xem mấy thứ này nhưng cậu đều đốt hết rồi và nhất định không lấy về vì sợ ông biết. Hai đứa cứ cãi cọ ồn ào mãi làm con người ở bên trong căn phòng hồi nãy tức điên lên phá cửa xông vào. Thì ra chị gái Lít hôm qua mới đi xem mắt thất bại xong nốc rượu say bí tỉ nên giờ đang rất đau đầu. Iruma hơi rén vừa run vừa lễ phép giới thiệu bản thân, chị gái chợt nhận ra có khách thì vội đi thay đổi 180 độ, làm bộ dạng xinh xắn quyến rũ hỏi em có anh trai không liền bị lít đuổi ra ngoài nhưng khi nghe tin Iruma là cháu trai hiệu trưởng bà thay ngay sang bộ đồ phong cách dễ thương, quay lại phòng tán tỉnh thằng bé. Đã vậy lít chói bà chị lại nhốt về phòng mà trách đừng có thấy Iruma trong sáng thì giờ trò bắt nạt. Bởi đối với lít cậu ấy như đứa em trai vậy, làm chị nhớ hồi trước thằng em có kể ở vụ sư đoàn game lít cũng đã trông chừng một đứa bạn nào đó. Hồi trước cậu là một đứa thích đơn độc không bám cái gì lâu vậy mà giờ đã thay đổi khiến bà chị lại nổi hứng trêu chọc vậy thì lít cũng thừa nhận luôn mình vô cùng thích các bạn học cùng lớp rồi quay về phòng chơi với iruma tiếp lúc này iruma nhận xét bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều hồi lễ thu hoạch lít vui tính hay dạy mình nhiều điều bổ ích rồi iruma chốt nhẹ một câu thấy cậu giống như em trai tớ vậy thế là hai đứa cãi nhau trí chóe mà lần đầu tiên thấy iruma bảo vệ quan điểm ngoan cố như vậy chuyển cảnh hôm nay tiếp tục là tiết mục iruma vừa đọc vừa diễn cảnh của bộ manga hồi ức mối tình đầu cho ameri nghe hội trưởng rất say sưa còn vỗ tay hưởng ứng như thật mà nhớ lại mình vẫn chưa thưởng gì cho em ấy về vụ lễ thu hoạch trong khi tập chuyện hôm nay có cảnh nữ chính đang nấu bánh ngọt cho nam chính ăn cô liền nói tự dưng lại có hứng nấu bánh ngọt nhưng đáng tiếc ở nhà toàn bị bố cấm vào bếp chẳng hiểu sao vậy thì iruma rủ chị qua nhà em thôi xong nghe đến đây ameri sao mà đỡ nổi chớp mắt một cái hội trưởng đã có mặt tại phòng bếp của nhà cậu ấy luôn rồi thế này khác gì sống thử trước hôn nhân cô còn định ra mắt gia đình à nhầm ý là chào hỏi thầy hiệu trưởng chuẩn bị đồ đạc giúp xong anh Opera rời đi nên giờ chỉ còn hai đứa ở riêng Ameri vô cùng lúng túng. Dù sao đây cũng là lần đầu của Iruma nên rất vui được làm cùng chị ý là làm bánh. Hai người đọc theo công thức Opera đã viết sẵn mà làm theo. Trong khi anh đang cảm thấy không an tâm còn nấp bên ngoài quan sát thì hú hồn Iruma ném nguyên tảng bơ vào bát, cứ nghĩ Ameri sẽ nhận ra sai lầm của nhóc nhưng bà thậm chí còn đổ nguyên bao tải đường vô. Tóm lại thì từ nhỏ Iruma đã sống theo kiểu sinh tồn nên cứ có nguyên liệu gì cậu đem vô lục hết. Ameri thì hồi nhỏ đã từng làm bánh cho bố ăn và kể từ đấy bị cấm vào bếp luôn Nhưng bên ngoài ông vẫn khen rất ngon khiến chị không có gì ngoài sự tự tin Quả trứng thì Iruma đập cả vỏ vào vì sống theo chủ trương tiết kiệm Còn Ameri nhào bột kiểu gì mà bửa đôi cái bàn bếp Rốt cuộc hai đứa nó làm căn bếp nổ tung và hoàn thành được một mớ hỗn độn Anh Opera mới mắng hai đứa không biết gì từ những cái cơ bản của nấu ăn cả Ngoài việc làm cẩn thận đúng trình tự thì nấu ăn còn phải đặt tấm lòng vào và nghĩ đến gương mặt tươi cười hạnh phúc của người được mình nấu ăn cho vậy là opera hướng dẫn cho tỉ mỉ từng bước một iruma còn tiếc đống vỏ trứng đến nỗi phát khóc luôn không muốn vứt đi thấy một cái lọ bị niêm phong cậu tò mò mở ra thử thì bất ngờ một thứ bóng đen sổ ra tấn công opera kịp thời ngăn chặn và đọc thần chú nhốt vào lại nhưng thánh tò mò của chúng ta lại lỡ mở thêm cả đống lọ nữa rồi Cuối cùng sau một buổi vất vả đã hoàn thành những chiếc bánh quy có in mặt những người bạn, Iruma muốn gói lại tặng những người hay giúp đỡ mình rồi cậu tò mò hỏi chị Ameri định tặng ai. Làm cô ngượng ngùng đỏ mặt mà bất ngờ nhấc bổng Iruma đặt lên bàn, hội trưởng muốn tặng quà theo hướng từ dưới lên và bàn tay vô cùng run rẩy chúc mừng cho lễ thu hoạch của Iruma. Hai người đều bối rối nhìn nhau mất một lúc ngay sau đó Iruma rất vui về món quà này. Tập 21 Hôm nay Sullivan mời ba chi cô qua nhà ăn uống vì cháu nó đã bỏ nhiều công sức huấn luyện Iruma. Được ông khen làm bé nó ngại ngùng, nhưng khi Sullivan nhận xét cô có thực lực ngang hàng với thập tam quan thì ba chi cô không dám nhận. Cô rất kính nể sức mạnh của mọi người trong đấy chỉ trừ mỗi con nhỏ tóc trắng. Mỗi khi hai người gặp nhau là như lửa với nước cãi cọ cả khịa đấu đá luôn mồm. Ba chi cô vốn không giỏi nói chuyện với mọi người nên lúc đầu ông cũng hơi lo cô bé sẽ không nhận lời huấn luyện Iruma. Quả thật ban đầu ba chi cô có hơi thất vọng về thằng nhóc đó nhưng giờ thì khác Iruma là đệ tử số một của cô, cơ mà càng được ông khen nhỏ lại càng đỏ ửng tai. Nhớ lại ngày xưa ba chi cô được chính tay Suli van cài cho chiếc nơ xinh xắn lên trước ngực khiến cô rất quý ông. Nhưng ngay khi bàn ăn ngọt ngào được dọn dẹp thì bầu không khí căng thẳng đến tột độ đã mở ra, ba chi còn sử dụng cả ma thuật cấm nghe lén. Sullivan thông báo thơ tin dinner đợt tiếp theo sẽ bị hoãn lại do dạo gần đây liên tiếp xảy ra những vụ các ác ma cấp cao có sức ảnh hưởng đột ngột mất tích và ông đã nghi ngờ đầu sỏ của sự việc này chính là tổ chức thực hiện mọi phi vụ tà ác lục chỉ chúng bởi một khi ra tay sẽ không để lại chút dấu vết nào, Bachi cô nghĩ rằng đã đến lúc sử dụng cánh cung mạnh nhất nhưng hóa ra ý Sullivan không phải vậy. Vào thời điểm ma giới đang lung lay hỗn loạn thì các nhà giáo nên tập trung vào dạy những kiến thức tốt nhất cho học sinh, có như vậy hòa bình mới được lập lại những lời nói của công tước suli van thuộc tam kiệt đúng là có trọng lượng phi thường ông muốn nhờ cháu tiếp tục dạy dỗ cho iruma vì nhóc ấy là con người khoan dừng khoảng chừng là hai giây ba chi cô như váng cả đầu đây là lần đầu tiên cô được nghe tin này ngoài ba người ở đây chỉ còn thầy ba lam là người thứ tư biết iruma là con người ông cho hai sự lựa chọn một là xóa hết ký ức về cuộc nói chuyện vừa rồi hai là cùng nhau bảo vệ iruma nhưng nhỏ còn chưa kịp trả lời thì cậu đã tiến vào phòng hỏi về bữa sáng lúc bấy giờ ba chi cô mới nhận ra một kẻ không phải ác ma như thằng nhóc này mới đủ tư chất làm đệ tử của mình, nên cô quyết định từ nay trở đi sẽ chăm sóc nhóc cẩn thận. Cơ mà Sullivan mới bắt đầu thắc mắc ba chi cô xem thằng cháu yêu quý của mình như người hầu sao, lại được cả thánh còn khoe mình có giặt rũ và dọn dẹp nữa phen này toang bà sư phụ rồi. Ăn bữa sáng nonê nê xong Iruma được Clara và ông quản gia của Atmodet tới gọi đến dinh thự nhà cậu ấy chơi. Nhà của ông Sullivan vốn đã to rồi vậy mà dinh thự của Atmore Dead cũng nguy nga không kém. Vừa mới vào nhà người ta nhỏ, Clara đã khoác lên người bộ trang phục đội trưởng đội đột kích. Rồi chạy tùng lung ngó nghiêng hết phòng này phòng nọ đến nỗi còn trượt ván trong sân như đúng rồi. Thầy cái chung vại trên cao con bé trèo lên nghịch còn dù Iruma lên chung. Nhưng ngần đó chẳng bỏ để Atmore Dead bận tâm cả bởi hiện tại cậu đã ngang hạng Dalet với Iruma. Bị sỉ nhục là đứa kém một hạng làm con bé suy sụp tinh thần luôn rồi như bị chôn vùi xuống tận đáy xã hội. Ai bảo trước đây cứ cà khịa người ta không được chung hạng với Iruma cơ, đã vậy nhỏ liền khoe mình được chơi đùa với Iruma phiên bản bé xíu nghe đến đây Atmored lập tức ghen tị, thế là hai đứa chảng nhau ầm ĩ. Cậu đã chuẩn bị sẵn bánh kem đặc biệt mời các bạn cùng chơi. Sau đó Iruma và Clara được tham quan phòng Atmored mà thanh niên này sưu tầm toàn các bài báo và kỷ niệm thành tựu về Iruma dán đầy tường. Cậu còn cho hai người cưỡi thử lên con mãng xà gorgon của mình. Trong lúc cả bọn chơi game cùng nhau, Iruma xin đi vệ sinh một chút. Được vui chơi và nói chuyện với Admodet Clara cậu cảm thấy thật hạnh phúc, thế nhưng mình vẫn còn một bí mật che giấu hai người bạn quan trọng. Dù rất muốn nói ra nhưng nghĩ đến việc bị họ chối bỏ Iruma lại sợ, mà dường như trong lúc đang mải suy nghĩ mông lung có một thứ gì đó tiến sát lại gần từ đằng sau. Thánh của chúng ta hết hồn hóa ra đó là mẹ Admodet, mới gặp thằng bé thôi mà bà cô đã chào đón nồng nhiệt ôm vào người nựng nịu cô hỏi cháu có việc gì cần nói ra sao thì iruma tiết lộ đó là một bí mật với các bạn họ là những người bạn rất quan trọng nên cậu không muốn che giấu cô chỉ hỏi một câu chẳng lẽ bạn bè thì phải thổ lộ hết mọi bí mật cho nhau sao tình yêu là đôi bên phải cùng cảm thấy hạnh phúc nên cháu không hề có nghĩa vụ phải nói ra nếu như bí mật đó thật sự cần che giấu không hề có chuyện nếu giấu kín bí mật thì ba đứa sẽ không còn là bạn của nhau một phút sau Iruma đã quay lại phòng nhưng với bộ dạng hoàn toàn khác do bà mẹ Atmodet trang điểm. Còn lúc này đây cậu có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai bạn. Bầu không khí bắt đầu thay đổi Iruma kể hết về những gì các bạn đã giúp đỡ mình trong lễ thu hoạch và thật lòng cảm ơn. Có Clara và Atmodet làm bạn là điều vô cùng hạnh phúc đối với cậu. Hiện tại đó là những lời từ tận đáy lòng mà Iruma muốn cho họ nghe. Và mong một ngày nào đó sẽ có thể nói hết tất cả sự thật trong khi cả ba vẫn là những người bạn thân luôn sánh bước bên nhau. Vậy là hiện tại trong lớp đã có 3 người Atmore Death Iruma và Liz đạt hạng Dalet. Các bạn đừng quên điều kiện để không bị đuổi khỏi phòng học Royal One là tất cả đều phải đạt hạng Dalet. Sắp tới họ sẽ phải đối mặt với bài thi tăng hạng cuối cùng của năm nhất là lễ hội âm nhạc. Mọi người đang cùng nhau bàn kế hoạch giúp những bạn còn lại có đất diễn để tất cả cùng đủ chỉ tiêu. Nhưng Iruma lại cảm thấy hình như có gì đó rất quan trọng bị thiếu thiếu và hẳn ngay cả các bạn khán giả cũng đã quên mất sự hiện diện của con người này. Đó chính là cậu bạn Pu Son Soi đang hạng bét cũng là một thành viên của lớp cá biệt. Cả lớp vô cùng ngạc nhiên ngỡ ngàng đến bật ngửa hoàn toàn không nhớ về sự tồn tại của thanh niên này. Vậy là đã hết mùa 3 của bộ anime nếu muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện các bạn có thể đọc trong manga nhé. Mình cũng rất mong bộ anime này sẽ tiếp tục được sản xuất mùa 4 và nếu có chắc chắn ngày đó Tenny sẽ tóm tắt.